Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 159. Nghe Đông Nhan nói, Dương Bách Xuyên mỉm cười và nói, vậy thì ta thật cảm tạ Đông Nhan đạo hữu. Nên làm, nên làm, vì Dương đạo hữu thẳng thắn như vậy, Đông Nhan ta cũng sẽ không vòng vo. Nghe quản sự của chúng ta nói, đạo hữu cần quỷ mẫu hoa lệ. Đông Nhan mỉm cười hỏi. Chính xác, nhưng quản sự của ngươi nói rằng chợ vạn dược của ngươi không có quỷ mẫu hoa lệ, nhưng có thể cung cấp thông tin về yêu thụ quỷ mẫu. Nếu Đông Nhan đạo hữu có thể cung cấp thông tin về yêu thụ quỷ mẫu, Dương mẫu sẵn sàng dùng tiên thạch mua, không biết ý của Đông Nhan đạo hữu thế nào. Dương Bách Xuyên cũng mỉm cười và nói. Lúc này, hai người giống như hai con cáo, một lớn một nhỏ. Đông Nhan rõ ràng đang dở trò. Nhưng hẳn ta tưởng rằng Dương Bách Xuyên không biết, chỉ là hắn ta cũng không biết, Dương Bách Xuyên sau khi có thần giao cách cảm, hẳn đã phán đoán Đông Nhan đang có ác ý, lúc này hắn chỉ là đang nói lời khách sáo mà thôi. Lúc này, Đông Nhan trong mắt lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, sau đó ánh mắt cực kỳ chân thành nói, không giấu gì Dương đạo hữu, kỳ thực ta cũng đang thu thập quỷ mẫu hoa lệ, người cũng biết mà đan điện ta quan trọng nhất chính là con đường luyện đan, đối với một luyện đan sư mà nói, luyện đan chính là con đường đạt tới giác ngộ. Nhưng không có tiên đan, tuyệt đối không thể luyện chế một loại tiên đan nào đó, nếu muốn luyện chế một loại tiên đan nào đó mà không thể luyện chế, nó sẽ trở thành nút thắt trong lòng, khiến tu vi bị mắc kẹt lại, đây là một điều rất đau đớn. Thành thật mà nói, ta đã có thông tin về sự xuất của yêu thụ quỷ mẫu, nhưng sau nhiều lần thử, ta vẫn không thể lấy được quỷ mẫu hoa lệ, thường khi thu thập chúng, quỷ mẫu hoa lệ xế bốc hơi một cách khó hiểu. Kỳ quái, nhưng ta không biết tại sao, Dương đạo hữu, người có biết vì sao như vậy không? Nếu Dương đạo hữu biết chuyện này, xin hãy nói cho ta biết, chỉ cần Đồng Nhan lấy được quỷ mẫu hoa lệ, hắn nhất định sẽ để lại cho Dương đạo hữu một phần. Dương đạo hữu thấy thế nào? Vẻ mặt Đông Nhan lúc này vô cùng chân thành. Nhưng Dương Bách Xuyên trong lòng buồn nôn, muốn đấm vào mặt hắn ta một quyền, trong lòng thầm mắng, nếu không phải lão tiên nhân có năng lực cảm ứng tâm trí, ta đã bị ngươi lừa rồi. Bây giờ ta nói cho ngươi biết cách thu thập quỷ mẫu hoa lệ, ta sẽ mất đi giá trị, đến lúc đó, lão khốn kiếp ngươi có thể sẽ quay lưng lại và cướp đi Minh Văn Đạo Phù trong tay ta. Về vấn đề này, Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ không nói cho hắn ta biết, lão bất tử này thật sự cho rằng hắn ngu ngốc. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, nghiêm túc nói, Đông Nhan đạo hữu, nói thật với ngươi, Dương mỗ ta cũng vừa mới biết được tình huống ngươi vừa đề cập. Trên thực tế, việc thu thập quỷ mẫu hoa lệ cần phải có một phương pháp bí mật đặc biệt. Nếu không, một khi hoa lệ rời khỏi yêu thụ quỷ mẫu sẽ bốc hơi, khó mà giữ được. Bất quá, thật đáng tiếc bí pháp thu thập quỷ mẫu hoa lệ không thể truyền từ đời này sang đời khác, bằng không có thể trực tiếp truyền lại cho đạo hữu, như vậy sẽ tránh được rất nhiều phiền toái. Ta không nghĩ sẽ tốt hơn nếu Đông Nhan đạo hữu nói cho ta biết vị trí của yêu thụ quỷ mẫu, khi ta lấy được quỷ mẫu hoa lệ, ta cũng sẽ chỉ một phần cho Đông Nhan đạo hữu, không biết ý đạo hữu thế nào. Dương Bách Xuyên trong lòng cười lạnh, đừng cho rằng chỉ có mình ngươi biết thừa nước đục thả câu, ta cũng biết đó. Dương Bách Xuyên nói xong, Đồng Nhan sắc mặt cứng đờ, hẳn ta biết Dương Bách Xuyên không dễ lừa, cho nên trong lòng tức giận, nhưng hắn ta không có lựa chọn nào khác, nhất định phải dùng bí pháp mới thu thập được quỷ mẫu hoa lệ, nếu không sẽ là tất cả trong hư không. Hắn ta hít sâu một hơi rồi nói với Dương Bách Xuyên, Dương đạo hữu, sao chúng ta không hợp tác? Ta dẫn ngươi đi tìm yêu thụ quỷ mẫu, khi đến thời điểm, ngươi hãy thu thập quỷ mẫu hoa lệ, và ta sẽ hỗ trợ ngươi. Chúng ta chia đều phần thu được nhé. Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng mỉm cười, vậy thì tốt quá. Ta không nói cho ngươi biết phương pháp thu thập bí mật, ngươi chỉ có thể hợp tác với ta. Được rồi, vậy thì quyết định vậy đi, bây giờ chúng ta có thể xuất phát được chưa? Đông Nhan nhìn Dương Bách Xuyên và nói. Dương Bách Xuyên mỉm cười và nói, tạm thời không vội. Dương mỗ cần chuẩn bị một số thứ trước khi khởi hành. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Nếu đã vậy thì cũng được. Đông Nhan mỉm cười. Ồ, đúng rồi. Đông Nhan đạo hữu sai người chuẩn bị những loại tiên đan khác mà ta cần. Ngày mai ta sẽ lấy chúng. Dương Bách Xuyên dặn dò một câu trước khi ra ngoài. Đông Nhan nói, không thành vấn đề. Tạm biệt. Ngày mai ta sẽ đợi Dương đạo hữu. Hai người nói lời tạm biệt với những suy nghĩ của riêng mình. Sau khi xuống lầu, Dương Bách Xuyên ra hiệu cho Yến Xích Hà và Tuyết Hương trực tiếp rời đi. Sau khi rời khỏi chợ Vạn Dược, Yến Xích Hà không khỏi nói. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Dương Bách Xuyên nheo mắt, luyện chế tiên đan trong tay, đổi lấy tiên thạch. Tiên minh luyện tạo của thành tiên đan giống như một cơ quan nhà nước to lớn, bên trong toàn là nhân tài đạo chế luyện.
luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, khôi lỗi sư. Chỉ cần có thể liên quan tới đạo chế luyện thì đều có thể gia nhập tiên minh luyện tạo. Đương nhiên tiền đề là mặc kệ nghề nào, người đều phải có tài năng thật sự, phải vượt qua sát hạch của tiên minh luyện tạo mới được. Thông qua sát hạch của tiên minh luyện tạo sẽ phát cho người huy hiệu tương ứng, huy hiệu này thông dụng ở toàn tiên giới. Đi ra ngoài đến nơi nào cũng có thể nhận được sự tiếp đãi long trọng tương ứng. Đương nhiên huy hiệu nhận được càng cao, đãi ngộ càng tốt. Có thể nói tiên minh luyện tạo chính là địa vị vinh dự. Ngoài những điều này ra, tiên minh luyện tạo còn là một tổ chức giao dịch khổng lồ, là một nền tảng. Ví dụ Dương Bách Xuyên muốn bán tiên đan luyện chế, thì có thể đến tiên minh luyện tạo, bởi vì chỗ này có luyện đan sư chuyên nghiệp đánh giá, cũng có thể đưa ra giá cả hợp lý, có thể thể hiện công bằng. Dương Bách Xuyên đã sai Yến Xích Hà đi nghe ngóng những tin tức này, cho nên tiếp theo hắn muốn đi thẳng đến tiên minh luyện tạo để bán một lô đan tiên nguyên và đan giải độc. Nếu hắn đã không lừa được tiên thạch từ trong tay Tuyết Hương, cũng không định dùng tiên thạch của nàng ấy, vậy hắn phải tự nghĩ cách kiếm tiên thạch mua tiên dược. Hắn vẫn luôn nghe nói tiên giới vô cùng thiếu thốn tiên đan, có tiên thạch cũng chưa chắc có thể mua được. Theo tin tức Yến Xích Hà nghe ngóng được lúc trước, chỉ cần có tiên đan thì sẽ có thể đến tiên minh luyện tạo đổi tiên thạch, chắc chắn không sai. Dương Bách Xuyên tự cho rằng tiên đan hắn luyện chế phẩm chất không tệ, cho nên hắn có lòng tin. Cũng là một lần kiểm nghiệm đan đạo của kỳ quân. Sau khi ra khỏi chợ Vạn Dược, ba người đi thẳng đến tiên minh luyện tạo. Nơi này nằm ở vị trí trung tâm thành tiên đan, là một cung điện chiếm diện tích lớn. Đưa mắt nhìn ra xa có thể thấy bất cứ góc độ nào của thành tiên đan, bởi vì tạo hình của nó là một bó đuốc khổng lồ, rất đặc biệt, màu đỏ như lửa. Cũng là đại diện cho luyện tạo, ngọn lửa luyện tạo. Rất nhanh ba người đã đến tiên minh luyện tạo. Quả thật là cung điện khổng lồ. Đất chiếm nói ít cũng phải lớn bằng một sân bóng rổ, cao chọc trời. Trên cánh cổng to lớn viết bốn chữ tiên minh luyện tạo lấp lánh kim quang, cổng rộng 3 trượng cao 9 trượng, vô cùng khí phái. Cung điện khổng lồ giống như một thần châm chấn thành của thành tiên đan, kiến trúc như vậy chính là nhờ thủ đoạn của tiên nhân. Trông vô cùng trang nghiêm, khiến người ta lo ngại. Nơi như vậy tất nhiên không phải tùy tiện ra vào, có cao thủ gác cổng. Trái phải có 4 kim tiên, 2 thượng phẩm, 2 đại viên mãn. Hình như có chia chính phụ. Người ra ra vào vào gần như đều phải kiểm tra đăng ký mới được cho đi. Sau khi ba người Dương Bách Xuyên tới cũng đăng ký, nhưng không nghiêm khắc như trong tưởng tượng. Chỉ cần xếp hàng lần lượt đăng ký họ tên, cảnh giới tu vi và mục đích đến tiên minh luyện tạo. Sau đó, thủ vệ cao lớn lạnh lùng nói, vào đại sảnh rẽ phải, khu thứ 3 chính là khu đổi tiên đan, không có chuyện gì thì đừng đi lung tung, xong việc mau chóng ra ngoài. Được, được. Yến Xích Hà đi thương lượng, gật đầu lia lịa với thủ vệ, thậm chí nói chuyện còn hơi khiêm tốn. Sau khi vào đại điện, Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, nói, ta nói này Yến Xích Hà, ngươi có cần như vậy không? Mấy kim tiên thôi, ngươi tốt xấu gì cũng là kim tiên mài. Yến Xích Hà cười khổ nói, chủ nhân, ngươi tưởng ta muốn à, đây là tiên minh luyện tạo, gác cổng đều là kim tiên đại viên mãn, đáng sợ hơn là ta có nghe nói mỗi một phân bộ của tiên minh luyện tạo đều có một cường giả tiên vương tỏa chấn. Cũng có không ít đại la và hỗn nguyên, không ai dám lỗ mãng ở đại điện tiên minh luyện tạo. Đừng thấy chỉ là mấy thủ vệ, chúng ta không đắc tội được đâu, lỡ như người A không vui đuổi chúng ta ra ngoài, thì chúng ta cũng không có chỗ để nói lý. Ta từng nghe ngóng được, tiên minh luyện tạo của thành tiên đan có một nhóm cao thủ đại la tạo thành một đội hộ vệ, ai cũng là cao thủ. Chúng ta thật sự không thể đắc tội, tiên nhân đến đây đều rất quy củ. Đây là quái vật khổng lồ không đắc tội được. Chúng ta đổi xong tiên đan lập tức rời đi, không thể xảy ra chuyện ở đây, nếu không có thể sẽ chọc vào một đống lão quái vật đấy. Được rồi, người thắng, chúng ta đổi tiên đan xong sẽ rời đi. Nghe Yến Xích Hà nói như vậy, Dương Mỗ nghĩ vẫn nên khiêm tốn chút. Hắn đã chọc phải tiên đan lâu ở thành tiên đan, không thể lại trêu chọc quái vật khổng lồ chân chính của thành tiên đan như tiên minh luyện tạo nữa. Đến khu thứ 3 quả nhiên đã thấy biển ghi dòng chữ đổi tiên đan. Sau khi vào đại điện, mặc dù có không ít người, nhưng lại rất yên tĩnh, không phát ra tiếng ầm, thật sự. Cả đường đi, Dương Bách Xuyên thấy có khu vực chuyên kiểm tra đánh giá, không cần hỏi cũng biết là sát hạch luyện đan sư, luyện khí sư v.v. Có điều tạm thời hắn không có dự định về phương diện này, đan đạo của kỳ quân quá nghịch thiên. Năm đó, kỳ quân tiên nhân chính là bị mất mạng vì điều này, hắn sẽ không thể hiện đạo luyện đan ở nơi này, gây phiền phức cho chính mình. Lặng lẽ đổi tiên đan lấy tiên thạch để phát tài mới là mục tiêu của hắn. Dương Mỗ hoàn toàn không nghĩ tới muốn sát hạch trở thành luyện đan sư, được tiên minh luyện tạo công nhận,
chỉ là chuyện xảy ra sau này đã khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ, hoặc nói là bị ép bất đắc dĩ vẫn có quan hệ với Tiên Minh luyện tạo. Đương nhiên đây là chuyện sau này, bây giờ ba người bọn họ đã tiến vào khu đổi tiên đan thứ ba. Thực ra chính là một sảnh nhỏ trong đại điện, tất nhiên nói nhỏ là so với cả đại điện. Tính ra cũng không gian khoảng 60 mét vuông. Nhìn bên trong cũng không có đồ đặc gì, chỉ có một vài đồ gia dụng thường dùng, trên một dãy tủ bày từng hộp tỏa ra năng lượng, cũng không biết bên trong đựng cái gì. Cảm giác đầu tiên mang lại cho Dương Bách Xuyên là có phải đi nhầm chỗ rồi không? Có điều nghĩ lại chắc không tới mức, nơi này là khu đổi tiên đan, cũng coi như là một chỗ giám định tiên đan, nếu như giám định tiên đan xong mà không có vấn đề gì, thì trực tiếp đổi trả tiên thạch tương ứng là được. Hơn nữa tiên thạch tất nhiên sẽ không trưng bày ra ngoài, đều là để trong tiên khí. Ê ê ê, ba các ngươi làm gì đấy? Nơi này là khu đổi tiên đan, đi nhầm chỗ thì mau chóng rời đi. Ngay lúc ba người Dương Bách Xuyên đang đánh giá bên trong, một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên. Âm thanh vừa dứt, một đứa trẻ bước ra từ phía sau quầy. Có điều, đây là cảm giác đầu tiên của Dương Bách Xuyên, trên thực tế nếu nhìn kỹ sẽ thấy dáng người của người này chỉ khoảng 1 mét. Không phải trẻ con mà là tiên nhân trưởng thành, còn là một tiên nhân Dương Bách Xuyên không thể nhìn thấu. Đương nhiên trong cảm giác thì khí tức của đối phương chắc không quá đại la, không thể nhìn thấu có thể là bí pháp ẩn giấu cảnh giới tu vi của bản thân thôi. Không muốn để người ta nhìn thấu có rất nhiều cách. Nhưng mà nếu Dương Bách Xuyên thật sự muốn quan sát hẳn ta, sử dụng tiên thức là có thể làm được, chỉ có điều tùy tiện dùng tiên thức nhìn người ta là chuyện rất kiêng kỵ. Hắn đến để làm ăn, đổi tiên thạch, không phải đến gây sự. Cho nên tất nhiên sẽ không gây phiền phức cho bản thân. Người này trông chỉ là hơi lùn. Chẳng trách lúc vừa bước vào không thấy người, dáng người này của hẳn ta đứng phía sau quầy, cũng chẳng có ai nhìn thấy. Này, trẻ con nói chuyện kiểu gì thế? Bọn ta là đến đổi tiên đan lấy tiên thạch, lúc này, Yến Xích Hà ngược lại rất có khí phách. Gọi ai trẻ con hả? Bổn tiên tên là Kim Quy, đã tu luyện khoảng 8.000 năm, cũng có thể làm ông nội ngươi rồi. Nhóc con mắt mù à? Đứa trẻ giống như con mèo bị dẫm vào đuôi, lớn tiếng giống lên với Yến Xích Hà. Hiểu nhầm rồi, ha ha. Yến Xích Hà hơi xấu hổ, quả thật hắn ta đã coi Kim Tiên này là trẻ con, vừa nghe đối phương nói đã tu luyện khoảng 8.000 năm, hắn ta mới biết người lùn này là cao thủ, lúc này mới phát hiện bản thân không thể nhìn thấu người lùn. Hừ, đổi tiên đan lấy tiên thạch, các ngươi thì có thể lấy ra tiên đan tốt gì? Giọng điệu của Kim Tiên lùn tự xưng là Kim Quy rất khinh bỉ. Biểu cảm giống như nói đại gia ta coi thường các ngươi. Trông hắn ta như vậy thật sự rất giống biểu hiện của trẻ con, khiến Dương Bách Xuyên không thể đối xử với hắn ta như một người trưởng thành. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác thôi, trên thực tế hắn biết không thể xem thường bất cứ tiên nhân nào của tiên giới. Lúc này, Kim Quy tiên nhân lẩm bẩm thì lẩm bẩm như vậy, nhưng vẫn nói, tiên đan gì lấy ra xem thử, nếu tiên đan rác thì đừng lấy ra làm mất mặt, cũng không xem đây là nơi nào. Tiên Minh luyện tạo bọn ta không thiếu tiên đan tốt, trừ khi là tiên đan quý hiếm, nếu không đừng lấy ra chỉ cho mất mặt. Nghe Kim Quy tiên nhân nói, Dương Bách Xuyên hơi chột dạ, vì cái hắn muốn lấy ra là đan tiên nguyên. Đan tiên nguyên là tiên đan thường thấy nhất, bình thường nhất ở tiên giới, không phải tiên đan quý hiếm gì. Có điều đến cũng đến rồi, cho dù bị người ta khinh thường thì hắn vẫn muốn lấy ra để đối phương xem trước đã, hơn nữa đây cũng là bài kiểm tra của hắn đối với đạo luyện tạo của kỳ quân tiên nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Bách Xuyên lấy lọ đan dược ra, nói, đan tiên nguyên và đan giải độc, mời Kim Quy đạo hữu giám định. Quả nhiên là tiên đan giác, tiên đan tầm thường như vậy cũng lấy ra được. Mau cút, đây là... Kim Quy tiên nhân đang định mắng cút xéo, nhưng ngay sau đó đã phải nuốt lại lời đang nói dở, mắt trợn to nhìn về phía lòng bàn tay của Dương Bách Xuyên. Bởi vì lúc này Dương Bách Xuyên đã mở lọ chứa đan tiên nguyên, đổ một viên bên trong ra lòng bàn tay. Kim Quy tiên nhân là người phụ trách đổi tiên đan lấy tiên thạch của Tiên Minh luyện tạo, tất nhiên hắn ta phải có năng lực giám định tiên đan. Trên thực tế hắn ta còn là luyện đan sư huy hiệu cấp 4 của Tiên Minh luyện tạo. Các cấp bậc chế luyện của Tiên Minh luyện tạo đều bắt đầu từ cấp 1 thấp nhất cho đến cấp 9 cao nhất. Một cấp 1 huy hiệu, Kim Quy tiên nhân là luyện đan sư cấp 4 có 4 huy hiệu, luyện đan sư cấp bậc như hắn ta đã coi như là luyện đan sư trung cấp, có quyền uy ở Tiên Minh luyện tạo. Ban đầu, sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói đan tiên nguyên và đan giải độc, trong lòng Kim Quy tiên nhân đã tức rồi. Tiểu tử này đùa người hả? Mang hai loại tiên đan tầm thường kia đến Tiên Minh luyện tạo, hắn coi Tiên Minh luyện tạo là chợ bán thức ăn chắc. Đúng là thúc thúc nhịn được, thầm thầm không nhịn được, lập tức lên tiếng mắng chửi.
nhưng hắn ta chưa mắng xong đã lập tức ngậm miệng, trợn to mắt, nhìn chằm chằm lòng bàn tay của Dương Bách Xuyên, không thể mắng tiếp. Bởi vì đan tiên nguyên trắng tinh trong lòng bàn tay Dương Bách Xuyên trông như ngọc, không có chút tạp chất nào, gần như là trong suốt. Vừa nhìn qua, nội tâm của Kim Quy cũng phải run lên. Luyện chế đan tiên nguyên không khó, chỉ cần là tiên nhân, chỉ cần là luyện đan sư, cho dù là luyện đan sư tầng 1 cũng có thể luyện chế ra đan tiên nguyên thường gặp nhất, thông dụng nhất ở tiên giới. Độ khó nằm ở tôi luyện tư chất của đan tiên nguyên, thậm chí có thể nói phẩm chất của bất cứ đan dược nào đều được quyết định bởi tạp chất tôi luyện. Không ai có thể làm tới mức hoàn toàn tôi luyện sạch sẽ tạp chất trong đan dược. Đây cũng chính là nguyên nhân sau khi dùng đan dược cần phải luyện hóa mới có thể hấp thụ chuyển hóa thành pháp lực của bản thân. Bình thường có thể tôi luyện tạp chất trong một viên tiên đan đến 3 thành đã là đạt tiêu chuẩn, xứng với hai chữ tiên đan. Nói cách khác, công hiệu của tiên đan đã phát huy ra 3 thành, 7 thành còn lại đều là tạp chất chưa tôi luyện sạch, sau khi sử dụng vẫn cần phải tôi luyện 7 thành tạp chất này ra khỏi cơ thể mới được. Cao nhất có thể tôi luyện đến 9 thành, cũng tức là có thể hấp thụ 9 thành sức mạnh đan dược, đây đã là tiên đan vô cùng hoàn mỹ rồi. Nhưng mà, trên đời có mấy luyện đan sư có thể tôi luyện tiên đan đến 9 thành? Cả tiên minh luyện tạo chỉ có một người thôi, đó chính là luyện đan sư tầng 9 của dòng dõi luyện đan tiên minh luyện tạo, Lạc Dương Đại Nhân. Ông ấy còn là một cường giả cấp bậc tiên đế, cũng chỉ có Lạc Dương Đại Nhân mới có thể tôi luyện đan dược đến 9 thành. Công lực luyện đan hiện tại của luyện đan sư huy hiệu cấp 4 như Kim Quy tiên nhân cùng lắm chỉ tôi luyện đến 4 thành đỉnh phong thôi. Tiểu tử này, vụt! Dương Bách Xuyên chợt cảm thấy hoa mắt, đan tiên nguyên trong tay đã ở trong tay Kim Quy tiên nhân. Dương Bách Xuyên rất hài lòng với ánh mắt kinh ngạc của tiên nhân lùn này. Qua biểu cảm của Kim Quy tiên nhân, Dương Bách Xuyên đã thấy được kết quả bản thân muốn. Hắn biết đan đạo của kỳ quân quả nhiên không tầm thường, không khiến hắn thất vọng. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nghe Kim Quy tiên nhân run giọng hỏi, tiểu tử. Sư phụ ngươi là vị thế gia đan đạo nào? Kim Quy tiên nhân hoàn toàn không cân nhắc đan tiên nguyên này là do Dương Bách Xuyên luyện chế ra. Phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là sau lưng Dương Bách Xuyên có người, hoặc có thế gia đan đạo vô cùng lợi hại, tiên đan cấp bậc này là xuất phát từ tay cao nhân, không thể nào là tiểu tử ở trước mặt luyện chế ra. Bởi vì theo cảm nhận khí tức sinh mệnh trên người Dương Bách Xuyên, thì tiểu tử này rất trẻ, tu luyện chưa quá 3.000 năm. Tu sĩ tu luyện khoảng 3.000 năm, chỉ có thể tính là trẻ con ở tiên giới. Đương nhiên Kim Quy tiên nhân sẽ không tin đan tiên nguyên chất lượng này là Dương Bách Xuyên luyện chế. Ngược lại hắn ta tự tưởng tượng, chắc là lão. Quái vật nào đó phía sau Dương Bách Xuyên, thế ra nghiên cứu đan đạo vô số năm mới có thể tôi luyện ra một đan tiên nguyên bình thường nhất đến mức độ tinh khiết như vậy. Trong mắt Kim Quy, độ tinh khiết của viên đan tiên nguyên này đã đạt tới mức cửu phẩm, cũng tức là được tôi luyện chín thành rồi. Đây, lẽ nào tiên giới còn có một thế gia luyện đan giống Lạc Dương Đại Nhân? Tại sao chưa từng nghe nói? Bị Kim Quy hỏi như vậy, Dương Bách Xuyên hơi sửng sốt. Nhưng ngay sau đó hắn đã phản ứng lại, tên lùn hoàn toàn không nghĩ tới hắn có thể luyện chế ra tiên đan phẩm chất này, cho nên trực tiếp nghi ngờ sau lưng hắn có thế gia luyện đan. Nhưng mà như vậy cũng tốt, bây giờ hắn không thích khoe mẽ, có thể được người ta tưởng tượng ra một sư phụ thế gia không có thật như vậy cũng là chuyện tốt đối với hắn. Thế nhưng nghĩ kỹ lại cũng không có gì không đúng, dù sao quả thật hắn có sư phụ rất châu bò, chỉ là không biết lúc này lão đầu chết tiệt đang ở đâu. Sau đó, hắn ra vẻ thần bí nói. Chuyện này à? Gia sư có căn dặn không cho ta nói tên húy của lão nhân gia ra ngoài. Ôi vậy thì tiếc quá, Kim Quy tiên nhân hơi thất vọng, nhưng thấy cũng bình thường, đại lão có thể luyện chế ra tiên đan cấp bậc này, nhất là người không ham hư vinh, chắc chắn sẽ không để đồ đệ của mình mượn tên húy để hành tẩu. Nhưng Kim Quy vẫn không nản lòng nói, vậy dám hỏi tiểu huynh đệ, sư phụ nhà ngươi có phải tiền bối của tiên minh luyện tạo bọn ta không? Sở dĩ hỏi như vậy là vì Kim Quy tiên nhân biết có rất nhiều luyện đan sư của tiên minh luyện tạo bị mất tích, lỡ như là tiền bối nào đó của bọn họ thì sao? Dương Bách Xuyên lắc đầu, không phải, đan đạo của gia sư là tự sáng tác. Dù sao cũng chỉ là ứng phó với Kim Quy, nói bừa là được. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên hơi mất kiên nhẫn nói, đúng rồi, người xem đan tiên nguyên này của ta là mấy phẩm. 9 viên nhất phẩm có thể đổi bao nhiêu tiên thạch, ta còn có việc đây. Ồ, tiểu huynh đệ đợi lát, lão hủ không xác định được phẩm cấp đan dược của ngươi, hãy đợi lát, lão hủ đi xin chỉ thị của đại tông sư đan đạo tiên minh luyện tạo. Yên tâm, chắc chắn có thể đổi một giá hài lòng cho tiểu huynh đệ. Kim Quy nói, được rồi, nhưng phải nhanh lên. Dương Bách Xuyên đồng ý, lại lẩm bẩm trong lòng, vừa nấy tên lùn còn tự xưng bổn tiên, gọi tiểu gia là tiểu tử,
giờ đã biến thành tiểu huynh đệ rồi, mẹ nó đúng là nịnh bợ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đan đạo của Kỳ Quân dùng tốt thật. Ta đi lát rồi quay lại ngay, các ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Người đâu dâng trà cho mấy đạo hữu? Kim Quy Tiên Nhân vụt rời đi, gọi người dâng trà. Không phải hắn ta không dám định được, mà là quả thật phải đi xin chỉ thị. Giới đan dược xuất hiện một thế gia luyện đan có thể tôi luyện tiên đan đến chín thành, trình độ đạo luyện đan có thể sánh ngang với Lạc Dương đại nhân, đây là chuyện lớn, nhất định phải đi xin chỉ thị của mấy đại nhân bên trên mới được. Trong phòng nào đó ở tầng 9, Tiên Minh luyện tạo. Quả thật là đan dược đã tôi luyện đến mức độ cao nhất, xác nhận là đan tiên nguyên cửu phẩm cấp cao nhất, nghĩ mọi cách lôi kéo hắn, như vậy sẽ có thể có cơ hội tiếp xúc với vị thế gia luyện đan sau lưng hắn. Người nói chuyện chính là Định Hòa Bình, người phụ trách hiện tại của bộ luyện đan, phân bộ Tiên Minh luyện tạo. Ông ta là một luyện đan tông sư huy hiệu cấp 5, còn là một cao thủ hỗn nguyên đại viên mãn. Ông ta lập tức đưa ra chỉ thị cho tin tức Kim Quy trình báo. Vâng, thuộc hạ sẽ sắp xếp người trông chừng tiểu tử kia. Kim Quy cung kính đáp. Đinh Hòa Bình xua tay nói, không, không phải sắp xếp người, mà là người đích thân đi, nhớ kỹ chủ yếu là lôi kéo, cho dù không lôi kéo được cũng nhất định không thể trở mặt. Giới luyện đan tiên giới vẫn tồn tại một vài thế gia luyện đan, không thua kém gì Lạc Dương đại nhân, sau lưng tiểu tử kia chắc chắn là một thế gia luyện đan ẩn thể. Có thể tôi luyện đan tiên nguyên cấp thấp nhất trong tiên đan tới mức giống như thủy tinh, dùng tu vi khủng bố đã không thể hình dung được nữa. Trình độ đan đạo của đối phương không hề thua Lạc Dương đại nhân. Nếu Tiên Minh luyện tạo chúng ta có thể lôi kéo được nhân vật cỡ này, vậy chính là một trợ lực lớn với chúng ta. Bây giờ Tôn Thượng đã trở về, tranh đấu của ba chùm lớn lúc trước sắp tiến vào giây phút gay cấn, nếu có một thế gia luyện đan giống Lạc Dương đại nhân gia nhập, thì chẳng khác nào là đưa than ngày tuyết. Vậy, thuộc hạ đi làm ngay, vẻ mặt Kim Quy cũng nặng nề. Có tra được lai lịch của tiểu tử kia không? Ninh Hòa Bình hỏi. Đã phái người đi tra thông tin đăng ký rồi. Kim Quy vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, đại nhân, thuộc hạ cầu kiến. Kim Quy vung tay, cửa lớn mở ra, vào đi, đã tra được tình hình ghi chép thông tin của ba người kia chưa? Ngoài cửa, một kim tiên bước vào, cung kính hành lễ với Kim Quy và Định Hòa Bình, sau đó nói, tiểu tử kia tên là Dương Bách Xuyên, tu vi kim tiên đại viên mãn, một người khác tên là Yến Xích Hà, còn nữ tử kia là yêu tiên tên Tuyết Hương, tu vi đại la đỉnh phong. Lui xuống đi, Kim Quy vẫy tay. Đợi sau khi người kia ra ngoài, Kim Quy bỗng cười nói, đại nhân, đột nhiên thuộc hạ nhớ ra, 500 năm trước, cháu gái Cố Liên Hoa của Cố Diệp Tiên Đan Lâu hình như từng truy nã ba người khắp thành, ta từng thấy hình chiếu, không phải ba người hôm nay, nhưng tên thì lại giống. Chắc không phải trùng hợp, nếu như ta đoán không nhầm, ba người bọn họ chính là người Cố Liên Hoa muốn tìm, chỉ là đã dùng bí pháp thay đổi dung mạo khí tức. Nghe nói Cố Liên Hoa là vì một minh văn đạo phù trên người Dương Bách Xuyên, nếu đúng là như vậy, thì thuộc hạ nên làm thế nào đây? Ninh Hòa Bình lắc đầu, ông ta biết suy nghĩ của Kim Quy, nói, một thế gia có thể luyện chế tiên đan cửu phẩm, đừng nói một minh văn đạo phù, cho dù là 100, 1000 viên cũng không đáng, ngươi âm thầm đi theo Dương Bách Xuyên đi. Chắc Cố Liên Hoa sẽ ra tay với hắn, hoặc hắn đã bị nhắm vào rồi, chỉ là bản thân hắn không biết, tiên đan lâu vẫn là có chút tai mắt ở thành tiên đan. Nếu Cố Liên Hoa của Tiên Đan Lâu ra tay với Dương Bách Xuyên, đến lúc đó ngươi giúp người khi gặp nạn, thì chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc với thế gia luyện đan sau lưng Dương Bách Xuyên. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Chỉ là, một Cố Liên Hoa còn dễ nói, nhưng lỡ như ta ra tay, vậy chẳng phải chúng ta sẽ trực tiếp đối đầu với Cố Diệp của Tiên Đan Lâu ư? Những năm này, chúng ta vẫn luôn hy vọng Cố Diệp có thể gia nhập chúng ta, làm vậy sợ rằng sẽ phải trở mặt. Kim Quy nghĩ rồi nói. Hừ, Cố Diệp tự nhận là luyện đan sư tầng 6, những năm này vẫn luôn là thuận lợi mọi bề, tiên vương đại nhân bất mãn với ông ta lâu lắm rồi. Tiên đan lâu nhỏ bé tính là gì, nếu như Cố Diệp thật sự dám trở thành kẻ địch của Tiên Minh luyện tạo chúng ta, thì tất nhiên phải tiêu diệt tiên đan lâu. Ngươi cứ việc đi làm, chuyện này ta sẽ báo với tiên vương đại nhân. Lúc nhắc đến tiên đan lâu, Đinh Hòa Bình cũng rất bất mãn. Thuộc hạ hiểu rồi, Kim Quy cúi người lui ra khỏi phòng của Đinh Hòa Bình. Ái chà! Để tiểu huynh đệ đợi lâu rồi, ha ha. Kim Quy đã về, hắn ta bật cười khoái chí, trên mặt hiện rõ vẻ nhiệt tình. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên hơi ngạc nhiên, sao người này mới ra ngoài dạo. Một vòng thôi mà trông niềm nở quá vậy. Mà kệ đi, không quan trọng, điều duy nhất hắn quan tâm là tiên đan trong tay mình có thể đổi được bao nhiêu tiên thạch. Không sao, chẳng biết Kim Đạo Hữu giám định xong chưa. Lọ tiên nguyên đan và giải độc đan cao cấp này của tôi trị giá bao nhiêu tiên thạch thế? Dương Bách Xuyên hỏi thẳng. 5.000,
Kim Quy cười bảo. Nghe vậy, Yến Xích Hà lầu bầu, mới 5.000 tiên thạch thôi hả, sao ít quá vậy? Dương Bách Xuyên cũng cau mày, mặc dù không rõ tỷ giá hối đoái giữa tiên đan và tiên thạch là bao nhiêu, nhưng hai bình đan dược mà chỉ đổi được 5.000 tiên thạch thì quả thật có hơi thấp hơn dự tính. Nhưng vừa nghĩ tới tiên nguyên đan và giải độc đan mà mình luyện chế chỉ là hai loại đan dược cơ bản của tiên giới thì tâm trạng của hắn lập tức bình thường trở lại. 5.000 thì 5.000, cùng lắm sau này luyện chế nhiều một chút là được, dù sao nhìn kiểu gì cũng là mình được lợi, bởi hắn biết phương pháp luyện đan có thể tối đa hóa giá trị của tiên dược mà. Nhưng đúng lúc này, Kim Quy lại mỉm cười giải thích, 5.000 mà ta nói là 5.000 tiên thạch trung phẩm, chứ không phải tiên thạch hạ phẩm đâu. Gì cơ, tiên thạch trung phẩm, thật hay giả vậy? Yến Xích Hà há hốc mồm, ngạc nhiên hỏi lại. Chênh lệch giữa trung phẩm và hạ phẩm cực kỳ lớn, ở tiên giới, một viên tiên thạch trung phẩm có thể đổi 10 viên tiên thạch hạ phẩm, cao gấp 10 lần lận. Nghĩa là 5.000 tiên thạch trung phẩm sẽ đổi được tận 50.000 tiên thạch hạ phẩm. Mà đây chỉ là tiên đan tầm thường nhất trong số tiên đan sư phụ luyện chế thôi đó. Kỳ thật, Yến Xích Hà không biết tỷ giá hối đoái giữa tiên đan và tiên thạch là bao nhiêu, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ lại cao tới vậy. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng thoáng giật mình, không ngờ tiên thạch mà Kim Quy tiên nhân nói tới lại là tiên thạch trung phẩm. Vẻ mặt u sầu ban nấy lập tức biến mất, chỉ còn lại biểu cảm ngạc nhiên đến sững sờ. Nói nhảm, bổn tiên đại diện cho cả luyện tạo tiên minh, một lời nói ra như đinh đóng cột, cần gì phải lừa mấy người. 5.000 tiên thạch trung phẩm đây, không tin thì tự đếm đi. Vừa nói, Kim Quy vừa ném một cái túi đựng đồ cho. Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhận lấy cái túi. Đúng là bên trong có chứa 5.000 viên tiên thạch trung phẩm thật, không thừa cũng chẳng thiếu. Lần này, hắn thật sự không tài nào đoán ra được mục đích của Kim Quy tiên nhân. Tuy chất lượng của tiên nguyên đan và giải độc đan mà hắn luyện chế rất cao, nhưng dù sao cũng chỉ là tiên đan cấp thấp, cái giá 5.000 tiên thạch trung phẩm mà Kim Quy tiên nhân đưa ra đã vượt xa mong muốn của hắn. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ tiên đan mà hắn luyện chế tốt đến vượt quá sức tưởng tượng luôn hả? Dường như Kim Quy tiên nhân đã nhìn thấu nghi vấn của Dương Bách Xuyên, bèn ghé sát lại gần, thì thầm, tiểu huynh đệ à, tiên đan của ngươi tận cửu phẩm, nghĩa là đã được tôi luyện đến trình độ tối đa, nên cái giá này không có gì quá đáng đâu, có điều thứ cho ta lắm miệng, nhưng sau này, tốt nhất là đừng để người khác dễ dàng biết được chuyện ngươi có thể luyện chế tiên đan cửu phẩm, tránh rước lấy phiền phức không cần thiết. Ngoài ra, nếu sau này có duyên, mong là ngươi sẽ dẫn sư phụ mình tới thăm luyện tạo tiên minh của chúng ta, để chúng ta được mở mang tâm mắt. Đương nhiên, mai mốt chỉ cần trong tay tiểu huynh đệ có tiên đan thì cứ việc tới luyện tạo tiên minh của bọn ta đổi tiên thạch, ta cam đoan sẽ đưa ra cái giá xứng đáng nhất. Còn một chuyện nữa, hẳn tiểu huynh đệ đây cũng là một luyện đan sư nhỉ, không biết người có hứng thú gia nhập luyện tạo tiên minh của bọn ta không, biết đâu sẽ giúp người giảm bớt kha khá rắc rối không cần thiết cũng nên. Hơn nữa, cao thủ của luyện tạo tiên minh nhiều như mây, đãi ngộ lại hậu hĩnh, không chỉ giúp con đường luyện đan của tiểu huynh đệ trở nên rộng rãi, bằng phẳng, mà còn có thể cung cấp mọi loại tiên dược ngươi cần nữa đó, tiểu huynh đệ thấy sao, đồng ý gia nhập không? Không thể phủ nhận một điều rằng lời đề nghị này của Kim Quy tiên nhân thật sự quá hào phóng, dù là ai hẳn cũng sẽ bị mê hoặc, thậm chí là siêu lòng đồng ý, bao gồm cả Dương Bách Xuyên. Nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có giận, Dương Bách Xuyên hiểu rất rõ nguyên nhân Kim Quy tiên nhân trèo kéo mình là vì nhìn chúng tay nghề luyện đan của hắn, hay nói đúng hơn là bậc thầy luyện đan thần bí đứng sau lưng hắn. Hắn ta nghĩ bằng cách này có thể làm quen với một bậc thầy đan đạo, thế nên mới tình nguyện vươn cành ô liu với hắn. Kim Quy không hề hay biết rằng số đan dược này là do chính tay hắn luyện chế, với cả đúng là hắn có sư phụ chống lưng, nhưng người đó không phải bậc thầy đan đạo gì hết. Điểm mấu chốt nằm ở đây, ngay từ đầu đã không có bậc thầy luyện đan nào cả, thứ duy nhất tồn tại là pháp đan đạo của Kỳ Quân tiên nhân. Đương nhiên, nói rộng ra thì Kỳ Quân tiên nhân cũng là bậc thầy đan đạo thật, nhưng tiếc thay đã ngã xuống bởi chính pháp đan đạo của mình. Dương Bách Xuyên biết rất rõ một khi Kỳ Quân đan đạo bại lộ sẽ dẫn tới hậu quả đáng sợ gì. Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể gia nhập luyện tạo tiên minh, mặc dù điều kiện Kim Quy tiên nhân đưa ra rất mê người, nhưng hắn không thể đồng ý. Ngoài ra trong câu nói của Kim Quy tiên nhân còn ẩn chứa một hàm ý khác, nhưng đã bị hắn tự động lược bỏ. Bên cạnh đó, Kim Quy tiên nhân bảo chuyện này có thể giúp hắn tránh được rất nhiều phiền phức, không hiểu sao Dương Bách Xuyên lại cảm thấy những lời này có nghĩa ý trên mặt chữ. Bèn nghĩ thầm trong lòng liệu có phải Kim Quy tiên nhân đã biết người bị giả liên hoa của tiên đan lâu truy nã toàn thành chính là hắn. Lúc tới luyện tạo tiên minh, ba người họ đều phải đăng ký thông tin, khi đó Dương Bách Xuyên đã sử dụng tên thật của mình. Bởi vì hắn biết địa vị của luyện tạo tiên minh còn lớn hơn cả ba thế lực hàng đầu ở tiên đan thành,
cũng chưa từng nhúng tay vào trận tranh đấu của Tiên Đan Thành, thế nên dù Dương Bách Xuyên có đăng ký bằng tên thật cũng chẳng sao cả. Giờ xem ra vị Kim Quy tiên nhân này hẳn đã biết chút gì đó. Mà cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, dù sao đã đổi xong tiên đan, kế tiếp chỉ cần tới chợ Vạn Dược gặp Đông Nhan rồi lên đường đi tìm quỷ mẫu yêu thụ để lấy quỷ mẫu hoa lệ nữa thôi. Đối diện với sự chèo kéo của Kim Quy tiên nhân lúc này, Dương Bách Xuyên chỉ mỉm cười bảo, cảm ơn ý tốt của Kim Đạo Hữu, nhưng con người ta đây đã quen với tự do, hơn nữa trước kia sư phụ cũng từng dặn ta không được phép gia nhập bất cứ thế lực nào, nên thôi vậy. Dương Bách Xuyên nhẹ nhàng từ chối lời mời của Kim Quy tiên nhân một cách rõ ràng. Thấy vậy, Kim Quy tiên nhân cũng mỉm cười rồi thôi, bởi lời từ chối của Dương Bách Xuyên là chuyện nằm trong dự tính, chẳng qua vẫn phải hỏi cho đúng quy trình. Không sao đâu, luyện tạo tiên minh bọn ta chưa từng ép buộc ai làm gì bao. Giờ, thế này đi, đây là lệnh bài của luyện tạo tiên minh, sau này, nếu có chuyện gì, ngươi chỉ cần cầm lệnh bài này tới bất cứ phân bộ nào của luyện tạo tiên minh ở tiên giới, sẽ có người đón tiếp ngươi, dù là muốn đổi tiên đan hay làm bất cứ giao dịch nào cũng sẽ được ưu tiên. Đương nhiên, lúc nào luyện tạo tiên minh cũng mở rộng vòng tay chào đón tiểu huynh đệ gia nhập. Lệnh bài này chính là lệnh bài cung phụng của luyện tạo tiên minh, trên cả tiên giới chỉ có chưa tới trăm cái, hôm nay may mắn nhìn thấy tiên đan cửu phẩm trong tay tiểu huynh đệ xem như cũng có duyên, mong tiểu huynh đệ hãy nhận lấy. Giọng điệu của Kim Quy nghe rất chân thành, đương nhiên đây cũng là lời căn dặn của Hòa Bình đại nhân, thế nên tấm lệnh bài này là họ thật lòng muốn tặng cho hắn. Bấy giờ, thông qua tâm linh tương thông, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được sự chân thành cũng như ý tốt của Kim Quy, với cả theo hắn biết thì lệnh bài này tương đương với thẻ hội viên cao cấp có thể tùy ý ra vào luyện tạo. Tiên Minh, thế nên cũng vui vẻ nhận lấy. Vậy xin cảm ơn Kim Đạo Hữu. Lần này, Dương Bách Xuyên không chút khách khí cầm lệnh bài của luyện tạo Tiên Minh lên, cất đi. Xong xuôi, hai bên tạm biệt nhau rồi ai đi đường nấy. Kim Quy nhìn theo bóng lưng dần xa của ba người Dương Bách Xuyên, ý cười trên khóe môi hãy chưa biến mất, khế lẩm bẩm. Một khởi đầu tốt đấy chứ, thật mong sau này tiên đan lâu sẽ gây ra nhiều rắc rối cho Dương Bách Xuyên để bổn tiên có cơ ộ diệt, đưa than ngày tuyết, khiến hắn mắc nợ ân tình với luyện tạo tiên minh, đúng là một kế sách hoàn mỹ. Cảm thán xong, Kim Quy tiên nhân mở miệng hô, người đâu? Khoảng không phía sau lưng hẳn ta bỗng xoắn vặn lại, sau đó, một bóng người mặc áo giáo xuất hiện, quỳ một gối xuống sàn, cung kính đáp, gặp qua Kim đại nhân, không biết đại nhân có gì sai bảo. Ra ngoài lan truyền một lời đồn rằng người mang minh văn đạo phù trên người đã xuất hiện và tất nhiên đối tượng chủ yếu sẽ là tiên đan lâu, nhưng nhớ nhất định không được để người khác biết người lan tin là chúng ta, hiểu chưa? Kim Quy từ tốn nói. Thuộc hạ hiểu rồi, gã mặc áo giáp nghiêm túc trả lời. Tốt lắm, sau đó thì theo dõi sát sao ba người vừa rời khỏi đây, nếu có gì bất thường phải báo cáo lại ngay, với đừng để họ phát hiện ra ngươi. Còn nữa, gọi tứ đại thị vệ Phong, Vũ, Lôi, điện tới gặp ta, đi đi. Rõ. Ba người Dương Bách Xuyên vẫn giữ nguyên lớp cải trang là ba cô gái xinh đẹp, sau khi rời khỏi luyện tạo tiên minh, họ đi thẳng một đường đến chợ Vạn Dược tìm Đông Nhan. Chợ Vạn Dược đã gom đủ 8 loại tiên dược khác cần dùng để luyện chế Kim Nguyên Đại La Đan từ lâu, có điều lúc trước trên người hắn không có đủ tiên thạch nên họ mới phải chạy qua luyện tạo tiên minh đổi tiên thạch. Giờ thì xem như cũng dư giả, 5.000 tiên thạch trung phẩm, tương đương với 50.000 tiên thạch hạ phẩm, chắc chắn là đủ dùng. Sau khi tới chợ Vạn Dược, vì đã được Đông Nhan dặn dò từ trước nên vừa nhìn thấy ba người là quản sự lập tức dẫn họ đi gặp hắn ta ngay. Nếu mọi người đã sớm nhất trí sẽ cùng nhau đi tìm quỷ mẫu yêu thụ, vậy tất nhiên là phải đi chung rồi. Chỉ có mình Đông Nhan mới biết nơi quỷ mẫu yêu thụ sinh sống. Sau khi hai bên gặp mặt, Dương Bách Xuyên tốn hết 2.000 tiên thạch trung phẩm để mua 8 loại tiên dược khác cần cho việc luyện chế Kim Nguyên Đại La Đan. Sau đó đoàn người cùng lên đường. Đi theo Đông Nhan tìm quỷ mẫu yêu thụ. Tất nhiên tạm thời, Đông Nhan sẽ không nói cho Dương Bách Xuyên biết vị trí của quỷ mẫu yêu thụ. Mà Dương Bách Xuyên cũng không hỏi làm gì, bởi trước mắt, mục tiêu của hai bên không khác gì nhau, đều cần tới quỷ mẫu hoa lệ trên quỷ mẫu yêu thụ. Thế nên cứ việc đi theo Đông Nhan là được, với cả hắn cũng không sợ Đông Nhan. Có điều họ không hề hay biết rằng vừa bước ra khỏi chợ Vạn Dược thì đã bị vài thế lực bám đuôi, nói chính xác thì có cả thảy 5 thế lực đang theo dõi họ. Dương Bách Xuyên không hỏi Đông Nhan tiên nhân về vị trí của quỷ mẫu yêu thụ, bởi hắn biết sẽ không có chuyện con cáo giả này dễ dàng chia sẻ thông tin với hắn. Tuy không rõ Đông Nhan tiên nhân đang nghĩ gì trong đầu, nhưng Dương Bách Xuyên có tâm linh tương thông nên biết được nhất định lão bất tử này đang có âm mưu gì đó. Vì chắc chắn tâm linh tương thông sẽ không lừa hắn. Có điều với hắn mà nói cũng chẳng sao, trước mắt,
hai người họ có chung một mục đích là quỷ mẫu Hoa Lệ. Hắn cần Đông Nhan Tiên Nhân dẫn hắn đi tìm quỷ mẫu Yêu Thụ, mà Đông Nhan Tiên Nhân lại cần bí pháp của hắn để thu hoạch quỷ mẫu Hoa Lệ. Có thể nói, hai bên đều đang lợi dụng đối phương, thế nên trước giành được thứ mình muốn, cả hai chắc chắn sẽ không trở mặt. Cũng vì vậy mà tâm thế của hắn trong chuyến đi lần này vô cùng bình thản. Chỉ cần theo sát lão già này là có thể đến được nơi mình cần tìm. Nhưng Yến Xích Hà lại không bình tĩnh được như hắn. Mà cũng đúng thôi, từ lúc rời khỏi chợ Vạn Dược đến giờ, bọn họ luôn cắm mặt đi về phía Tây, xuyên qua 9 con đường lớn trong Tiên Đan Thành, sau đó tiến vào sâu trong núi. Toàn bộ Tiên Đan Thành là một thế giới tiên sơn rộng lớn, bên trong không chỉ có thành trì, mà còn có cả núi non, sông ngòi. Trên thực tế, toàn bộ bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc đều có núi non bao quanh. Bất kể là đi về hướng nào thì cuối cùng cũng sẽ tiến vào khu vực rừng núi Bao La mà thôi. Nơi này cách khá xa khu dân cư, hoàn cảnh ở đây vô cùng yên tĩnh, vang lặng. Cả Dương Bách Xuyên lẫn Yến Xích Hà đều tưởng rằng Đông Nhan Tiên Nhân sẽ dẫn họ rời khỏi thế giới Tiên Sơn Tiên Đan Thành này, nhưng không ngờ Đông Nhan Tiên Nhân cứ đi hoài đi mãi về hướng Tây, mãi tới khi tiến vào khu núi Hoang Sơ, không bóng người vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nếu còn đi tiếp kiểu này nữa, họ sẽ tiến sâu vào trong Tiên Sơn mất. Mà tại tiên giới, khu vực sâu trong núi rừng nào cũng vô cùng bất ổn, tồn tại vô số sinh vật không biết tên, thế nên Yến Xích Hà không nhịn nổi nữa, bèn mở miệng hỏi, Đông Nhan tiền bối này, rốt cuộc chúng ta muốn đi đâu thế, đừng nói với ta là quỷ mẫu Yêu Thụ nằm ở sâu bên trong Tiên Sơn Tiên Đan Thành nhé. Lặn lội cả một quãng đường dài vậy rồi, kiểu gì ông cũng phải nói cho bọn ta biết chút tin tức chứ. Nghe thấy câu hỏi của Yến Xích Hà, Đông Nhan tiên nhân dừng bước, quay đầu nhìn bọn họ, cười bảo, các vị cứ yên tâm. Mục tiêu của lão phu và các vị giống nhau mà, thế nên không cần lo lắng sẽ đi sai đường hay gì đó đâu. Bây giờ, ta chỉ có thể báo cho mọi người hay là quỷ mẫu Yêu Thụ nằm ngay trong thế giới Tiên Sơn Tiên Đan Thành, không cần rời khỏi đây. Còn địa điểm cụ thể thì tạm thời lão phu vẫn chưa xác định được chính xác, bởi quỷ mẫu Yêu Thụ là thụ yêu đã tu luyện thành công, nó không nằm yên một chỗ bất động, trái lại sẽ di chuyển liên tục. Nhưng mong các vị yên tâm, trong tay lão phu có bí pháp tìm kiếm quỷ mẫu Yêu Thụ. Dù nó có đi tới đâu thì lão phu cũng sẽ định vị được nó, vì vậy cứ đi theo lão phu là được. Nghe Đông Nhan tiên nhân giải thích xong, trong lòng ba người Dương Bách Xuyên và Yến Xích Hà đồng thời hiện lên một suy nghĩ, tin được lão già nhà ông mới là đó. Đương nhiên, họ có thể xác định được một điều rằng mong muốn lấy được quỷ mẫu Hoa Lệ của lão già này là thật, tâm linh tương thông của Dương Bách Xuyên không bao giờ sai, khoảnh khắc Đông Nhan tiên nhân nhắc đến quỷ mẫu Hoa Lệ, hắn đã cảm nhận đó là lời nói, vì vậy Dương Bách Xuyên không quá lo lắng. Đồng thời ra hiệu cho Yến Xích Hà đừng nhiều lời hỏi thăm làm gì, tránh khiến lão già này thấy phản cảm với họ. Kỳ thật, Dương Bách Xuyên vẫn có chút e dè, hoặc nói đúng hơn là đề phòng Đông Nhan tiên nhân. Bởi lão già này không chỉ là một cao thủ đại la đại viên mãn cao thủ, mà bên cạnh còn có hai thuộc hạ đi theo bảo vệ. Suốt chặng đường, hai người nó không mở miệng nói câu nào, hệt như bị câm điếc, nhưng sát khí quanh người lại vô cùng dày đặc, còn là cao thủ đại la thượng phẩm. Những thông tin trên đều do Tuyết Hương cung cấp. Bởi chỉ mình Tuyết Hương mới có thể nhìn thấu cảnh giới của Đông Nhan và hai gã thuộc hạ của ông A. Cũng may bên cạnh Dương Bách Xuyên còn có Tuyết Hương, nếu xét về tu vi, thực lực, hắn dám khẳng định Tuyết Hương mạnh hơn Đông Nhan rất nhiều. Ngoài ra bản thân hắn bây giờ cũng đã là Kim Tiên Đại Viên Mãn, không chỉ tu vi tăng vọt mà nền tảng còn rất vững chắc nên vượt cấp chiến đấu chỉ là chuyện nhỏ, với lại trên người hắn có không ít bí mật, toàn là tuyệt chiêu đòi mạng, thế nên Dương Bách Xuyên không lo lắng chút nào. Đông Nhan tiên nhân à. Tốt nhất là ông đừng để tôi ra tay, bằng không tới lúc đó, ai tính kế ai còn chưa chắc đâu nha. Kỳ thật, Dương Bách Xuyên biết rất rõ ưu khuyết điểm của mình, thời gian hẳn tới tiên giới cũng không ngắn, đủ để có hiểu biết sơ bộ về tiên nhân, cũng như biết cần ứng phó các trường hợp khẩn cấp thế nào. Huống hồ chỉ bản thân hắn cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có thể leo từ tầng dưới chót tới địa vị như hôm nay. Thế cảm phiền Đông Nhan đạo hữu dẫn đường, bọn ta tin tưởng tuyệt đối vào đạo hữu đấy. Dương Bách Xuyên bình tĩnh mỉm cười đáp lại. Sau khi nhận được cái nháy mắt ra hiệu của Dương Bách Xuyên, tất nhiên Yến Xích Hà sẽ không chen miệng vào nữa, về phần Tuyết Hương, từ đầu đến giờ nàng luôn đi sát bên cạnh Dương Bách Xuyên, không nói lời nào. Nhưng chính một Tuyết Hương trầm mặc, ít nói như vậy lại khiến Đông Nhan tiên nhân không thể nhìn thấu được nàng, dẫn tới thỉnh thoảng ông ta sẽ lại liếc mắt quan sát Tuyết Hương. Đương nhiên, làm sao hành động này của ông ta có thể trốn thoát khỏi tầm mắt của Dương Bách Xuyên, nhưng hắn chỉ thầm cười khẩy trong lòng. Không thành vấn đề. Mọi người đều vì muốn lấy được quỷ mẫu Hoa Lệ mới đến đây, cả ta cũng vậy, thế nên làm được gì thì làm nấy, xem như góp chút công sức, đợi tới khi chúng ta đến nơi thì cũng phải nhờ cả vào Dương đạo hữu mà.
Lúc này, trông Đông Nhan chẳng khác nào con cáo giả ma mãnh. À, đúng rồi, phía cuối đoạn đường này, ở trước mặt mọi người đây là rừng sương mù, đến được đó rồi là chúng ta chỉ còn cách mục tiêu một bước xa nữa thôi. Thoạt nhìn Đông Nhan chỉ đang thuận miệng nhắc tới, nhưng khi lọt vào tai Dương Bách Xuyên thì lại ẩn chứa rất nhiều manh mối. Thứ nhất, Đông Nhan có nói đến rừng sương mù, hắn tin chắc hoàn toàn không phải thuận miệng nhắc tới, một nơi mà có cả tên riêng, chứng tỏ khu rừng này chẳng phải đất thiêng, đất lành gì cả, Dương Bách Xuyên bèn thầm nhắc nhở bản thân nhất định phải thật cẩn thận. Thứ hai, Đông Nhan bảo băng qua rừng sương mù sẽ đến được mục đích lần này của họ, chứng tỏ trước kia lão bất tử đã từng tới đây, hơn nữa còn rất quen thuộc với khu vực này. Lát nữa hắn phải nhắc nhở Yến Xích Hà và Tuyết Hương hành động thận trọng vào, đừng để Đông Nhan có cơ hội hãm hại. Dương Bách Xuyên khế mỉm cười, gật đầu với Đông Nhan tỏ ý bản thân đã biết, lại bí mật truyền âm căn dặn hai người Yến Xích Hà và Tuyết Hương nhớ đề cao cảnh giác. Tóm lại, dù là người hay cảnh vật thì nhìn từ bên ngoài đều trông rất chỉ là hài hòa. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao đúng lúc này, nhịp tim của Dương Bách Xuyên lại tăng lên chóng mặt. Tuyết Hương đi bên cạnh hắn cũng lén lút truyền âm báo cáo, ta cảm thấy phía trước có gì đó không ổn. Ngươi cũng thấy vậy sao? Dương Bách Xuyên còn tưởng tất cả chỉ là ảo giác của bản thân, nhưng nếu Tuyết Hương người cũng sở hữu tâm linh tương thông cũng nói vậy, chứng tỏ trực giác của hắn không hề sai. Xem ra đoạn đường phía trước thật sự có vấn đề. Và đằng trước chính là rừng sương mù mà Đông Nhan tiên nhân từng nhắc. Tới, nhưng lúc này, ông ta vẫn bình tĩnh bước đi, hệt như không cảm nhận được bất cứ lạ thường gì. Nhớ cẩn thận một chút, Tuyết Hương truyền âm căn dặn. Dương Bách Xuyên lại truyền âm cho Yến Xích Hà để nhắc nhở, không biết thứ gì đang chờ đón họ trong khu rừng sương mù phía trước. Tóm lại, cẩn thận vẫn hơn. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên trước mặt hiện lên một khu rừng rộng lớn với sương mù dày đặc. Sương mù gần như phủ kín cả mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng có rất nhiều đại thụ bên trong. Dương đạo hữu, nơi đây là rừng sương mù, lúc tiến vào nhớ phải cẩn thận từng bước, bởi khu rừng này vô cùng quỷ dị, bất cẩn chút thôi là sẽ lạc lối bên trong, khó mà thoát ra được lắm. Mà để đến được nơi ở của quỷ mẫu yêu thụ thì cần đi xuyên qua khu rừng này, vấn đề là có qua được hay không, vậy phải xem bản linh của mỗi người rồi. Một khi tiến vào rừng sương mù, các ngươi có thể bị lạc mất tâm trí bất cứ lúc nào, bởi nơi này tồn tại sức mạnh pháp tắc có khả năng mê hoặc lòng người, rất khó đối phó, các ngươi nhớ bám sát theo ta đấy. Đông Nhan dặn dò. Thế làm phiền Đông Nhan đạo hữu rồi. Ngoài miệng thì cảm ơn rối rít, nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên chẳng có chút niềm tin nào với lão ta cả. Đi, Đông Nhan tiên nhân dẫn theo hai thuộc hạ tiến vào rừng sương mù trước, chớp mắt đã biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu. Chủ nhân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Ta vẫn cảm thấy lão già Đông Nhan đó không đáng tin chút nào. Yến Xích Hà hướng mắt về nơi ba người Đông Nhan vừa biến mất, nói thầm. Biết ông ta không đáng tin là được, còn lại không cần phải sợ, đi thôi, nhớ cẩn thận vào, ta đoán tạm thời Đông Nhan sẽ không làm hại chúng ta đâu, bởi ông ta còn cần chúng ta thu thập quỷ mẫu hoa lệ giúp mà. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa nhấc chân tiến vào rừng sương mù, Tuyết Hương và Yến Xích Hà bám sát theo sau. Lúc họ xâm nhập rừng sương mù thì đã chẳng còn thấy tăm hơi ba người Đông Nhan đâu, nhưng Dương Bách Xuyên không hề nóng nảy, bởi hắn biết mục. Đích sau cùng của họ là xuyên qua khu rừng sương mù này. Lão bất tử Đông Nhan bảo sẽ đi theo canh chừng hắn, nhưng giờ lại chẳng thấy bóng dáng lão đâu cả, không cần nghĩ cũng biết lão ta tính xem thử thực lực và thủ đoạn của mình thế nào đây mà. Nhưng Dương Bách Xuyên chẳng mảy may để tâm đến, tiếp tục dẫn theo Tuyết Hương và Yến Xích Hà tiến về phía trước. Tầm nhìn xa trong rừng sương mù chưa tới 10 thước, bên ngoài phạm vi này, họ không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, điều kiện kiểu này đúng là rắc rối thật. Giờ phút này, ở một nơi cách ba người Dương Bách Xuyên tầm 30 mét, Đông Nhan và hai gã thuộc hạ đang lặng lẽ quan sát bọn họ. Điểm khác biệt là giữa trán ba người có vẽ minh văn trông rất đặc biệt, hơn nữa còn tỏa sáng lấp lánh. Xem ra đó chính là phương pháp giúp họ đi xuyên qua sương mù. Một trong số hai thuộc hạ mở miệng hỏi, bẩm chủ thượng, có cần thuộc hạ qua đó dẫn chúng rời khỏi đây không, chứ để chúng tự đi thế này lãng phí thời gian quá. Không cần, tiếp tục quan sát thêm đi, nếu tới cả rừng sương mù cũng không thoát ra nổi, chứng tỏ chúng chỉ là một đám bất tài vô dụng, trong khi quỷ mẫu, yêu thụ mà chúng ta sắp phải đối mạnh còn khó đối phó hơn rừng sương mù gấp chục lần. Với cả có thể nhân cơ hội này kiểm tra thử bọn chúng còn ẩn giấu thủ đoạn gì, đặng biết đường mà chuẩn bị. Đông Nhan đứng cách ba người Dương Bách Xuyên tầm 30 mét, bình tĩnh nói. Lúc này, ba người Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương không hề hay biết là Đông Nhan đang âm thầm theo dõi họ từ một nơi cách đó mấy thước. Chẳng bao lâu sau, Tuyết Hương bỗng đứng lại, nói, mọi người chờ chút, ta cảm nhận được đằng trước có sát khí.
Thực ra, Dương Bách Xuyên đã sớm dừng bước, ngước mắt nhìn chằm chằm phía trước mặt, bởi ban nãy, nhịp tim của hắn bỗng tăng cao, bản năng mách bảo với hắn rằng có nguy hiểm đang tới gần. Hiện tại, nghe Tuyết Hương nói vậy, hắn càng thêm chắc chắn. Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương đều có năng lực tâm hồn cảm ứng, cả hai đều phát hiện thấy bất thường. Chỉ có Yến Xích Hà ngây ra, nhưng khi thấy Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương đều trở nên nghiêm túc, hắn ta cũng trở nên căng thẳng. Ở nơi này nếu không đề cao cảnh giác thì sẽ ăn hành. Và lại, cho dù Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương không có tâm hồn cảm ứng đi chăng nữa, chỉ dựa vào tu vi cũng có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh thay đổi. Lúc này rừng sương mù có tầm nhìn rất hẹp, rõ là rất vắng vẻ. Dương Bách Xuyên chăm chú nhìn về phía trước, bởi vì hắn cảm nhận được sát khí truyền tới từ phía trước. Gió hơi lớn. Yến Xích Hà sát lại gần hắn hỏi nhỏ, chủ nhân, có phải lão già Đông Nhan tiên nhân kia bẫy chúng ta không? Dương Bách Xuyên vẫn chăm chú nhìn về phía trước, nói, không đâu, sát khí này lóe lên rồi biến mất ngay, nếu Đông Nhan muốn ra tay với chúng ta thì không cần phiền phức như vậy. Và lại hắn còn trông mong chúng ta lấy được quỷ mẫu hoa lệ. Không phải hắn đâu, hẳn là có người khác. Hãy cẩn thận đề phòng, chưa biết chừng sẽ có một cuộc chém giết đấy. Thuộc hạ đã biết, Yến Xích Hà gật đầu, xoay người nhìn về một hướng khác. Lúc này ba người quay lưng vào nhau, canh chừng ba hướng. Cách đó 30 mét, Đông Nhan và thuộc hạ cũng phát hiện thấy bất thường. Chủ thượng, hình như hai người này chuyên nhằm vào Dương Bách Xuyên. Một thuộc hạ của Đông Nhan lên tiếng. Ba người bọn họ có bí pháp mở con mắt giữa trán, có thể nhìn rõ cảnh vật trong rừng sương mù. Bọn họ phát hiện ra cách chỗ nhóm ba người Dương Bách Xuyên không xa có hai tiên nhân kim tiên đại viên mãn đang theo dõi hắn. Đông Nhan mỉm cười đáp, đoán chừng trong khu rừng sương mù này không chỉ có hai kim tiên, ngay từ đầu bản tọa đã phát hiện ra có nhiều khí tức, hiển nhiên không phải bám theo chúng ta thì chính là bám theo Dương Bách Xuyên. Bây giờ xem ra khả năng bám theo Dương Bách Xuyên cao hơn. Ý của chủ thượng là ngay từ đầu chúng ta đã bị người ta theo dõi. Tên thuộc hạ còn lại hỏi. Đúng vậy. Mặc dù bản tọa đã kiểm tra mấy lần mà không phát hiện ra điều gì, nhưng bản tọa khẳng định có ít nhất ba thế lực đi theo chúng ta. Vì vậy, tiếp theo, mọi người phải cẩn thận chút, Đông Nhan nhắc nhở hai thuộc hạ. Chủ thượng, nếu bọn họ nhằm vào Dương Bách Xuyên thì chúng ta nên làm thế nào? Có cần giúp hắn không? Chủ thượng còn phải dựa vào hắn để lấy quỷ. Mẫu hoa lệ mà, tên thuộc hạ trước đó hỏi. Đông Nhan lắc đầu, tạm thời lẳng lặng quan sát diễn biến. Phần lớn những người này đến vì Minh Văn Đạo Phù trên người Dương Bách Xuyên, tất nhiên trong đó có người của Tiên Đan Lâu, các thế lực khác là ai tạm thời vẫn chưa biết, chúng ta cứ quan sát trước rồi tính sau. Trước kia tên nhãi Dương Bách Xuyên có thể trốn thoát từ trong tay Cố Liên Hoa, hơn nữa còn ẩn nấp 500 năm mới xuất hiện, có thể thấy hắn có chút bản lĩnh. Nhất là nữ tử bên cạnh Dương Bách Xuyên mang lại cho bản tọa cảm giác rất nguy hiểm. Nàng ta là yêu tiên không tầm thường chút nào, mà vẫn chưa biết bản thể của yêu tiên này là gì. Nếu những người này đánh với Dương Bách Xuyên có thể khiến nữ tử tên Tuyết Hương kia bị thương nặng, thì cũng là chuyện tốt đối với chúng ta. Đến lúc đó chỉ còn lại một mình Dương Bách Xuyên, vậy chẳng phải là bản tọa có thể bắt chẹt thoải mái sao? Ha han! Chủ nhân anh Minh, thuộc hạ hiểu rồi. Chờ nữ tử tên Tuyết Hương bên cạnh Dương Bách Xuyên bị thương, chúng ta mới xuất hiện cứu người. Đến lúc đó Dương Bách Xuyên còn phải cảm ơn chủ thượng, cũng không gây nên sóng gió gì. Tên thuộc hạ này cũng biết nịnh nọt. Nhưng tên thuộc hạ kia của Đông Nhan tiên nhân lại lo lắng nói, chủ nhân. Thuộc hạ sợ là nếu như người của Tiên Đan Lâu thật sự xuất hiện thì chúng ta đối phó thế nào? Nếu gốc Liên Hoa thật sự xuất hiện, vậy bên cạnh này ta ắt sẽ có cao. Thủ cấp bậc Đại La. Đừng lo vấn đề này, chúng ta cũng là tu vi Đại La mà. Hơn nữa ở trong rừng sương mù, lẽ nào chúng ta lại rơi vào thế yếu? Đông Nhan híp mắt nói. Tên thuộc hạ sửng sốt, sau đó hiểu ra, cũng đúng. Thuộc hạ quên mất ưu thế của chúng ta trong rừng sương mù. Đông Nhan nói, được rồi, chú ý quan sát đi, nếu vẫn còn thế lực khác xuất hiện thì lập tức báo cáo. Hai người tách ra quan sát, nhớ là đừng để người khác phát hiện ra hành tung của các ngươi. Vâng, thuộc hạ hiểu. Vèo vèo, hai thuộc hạ của Đông Nhan biến mất trong rừng sương mù. Phù văn giữa trán Đông Nhan tiên nhân lại sáng lên, hắn ta nhìn về phía ba người Dương Bách Xuyên. Thật ra minh văn giữa trán hắn ta là một loại bùa mở ra con mắt, chuyên dùng để đối phó với hoàn cảnh có tầm nhìn hẹp như là sương mù dày đặc, chỉ cần có tiên thạch là mua được. Tất nhiên Dương Bách Xuyên không biết tiên giới có loại bùa này. Hơn nữa, lão già Đông Nhan nói rằng đã có chuẩn bị trong rừng sương mù không phải là nói dối. Hắn ta tiêu tốn thời gian mấy trăm năm mới điều tra được ở thành Tiên Đan có một cây yêu thụ quỷ mẫu,
mà rừng sương mù là con đường nhất định phải đi qua. Để tránh cho người khác biết đến sự tồn tại của yêu thụ quỷ mẫu, hắn ta đã bỏ ra rất nhiều công sức cho rừng sương mù, không chỉ bày trận mà còn tìm hiểu rất nhiều nơi trong rừng sương mù, cho nên hắn ta mới chiếm ưu thế ở nơi này. Hắn ta không sợ thế lực khác xuất hiện, trái lại còn muốn xem thủ đoạn của Dương Bách Xuyên, cũng hy vọng có người đối phó với Dương Bách Xuyên, tốt nhất là đả thương Tuyết Hương người khiến hắn cảm thấy nguy hiểm nhất bên cạnh Dương Bách Xuyên, đến lúc đó hắn ta sẽ ra mặt giúp Dương Bách Xuyên, hay nói chính xác hơn là trực tiếp khống chế Dương Bách Xuyên lấy quỷ mẫu hoa lệ cho hắn ta. Lấy được quỷ mẫu hoa lệ, lợi dụng Dương Bách Xuyên xong thì giết hắn lấy Minh Văn Đạo Phù, như vậy hắn ta chính là người thắng lớn. Đông Nhan Tiên Nhân nghĩ tới đây, khóe môi bất giác cong lên. Tất nhiên ba người Dương Bách Xuyên không biết Đông Nhan Tiên Nhân đang tính kế mình. Lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn về phía trước, trầm giọng nói, kẻ nào? Ra đây! Hắn lại cảm nhận được cảm giác bị theo dõi giống như lúc ngồi phi thuyền cùng Yến Xích Hà. Vì vậy hắn thẳng thừng nói, ha ha, nhãi danh thính tai đấy. Trong sương mù phía trước vang lên tiếng cười lạnh lùng. Tiếp đó, ba người Dương Bách Xuyên trông thấy hai người từ trong sương mù đi ra. Là hai kim tiên. Các ngươi là ai? Dương Bách Xuyên thấy là hai kim tiên cũng thở phào nhẹ. Nhõm. Cấp bậc này, cùng cảnh giới hắn có thể lấy mạng đối phương trong một giây. Một trong hai người lên tiếng, nhãi danh hãy thành thật trả lời câu hỏi của bản tiên, trên người ngươi có khí tức tử vong của sư đệ ta tên Trương Tam, có phải ngươi đã giết hắn không? Đừng tưởng ngươi đã thay đổi ngoại hình thì bản tiên không nhận ra ngươi. 500 năm trước trên phi thuyền ta đã từng gặp ngươi, trên người tên nhãi ngươi có khí tức tử vong của sư đệ ta, điều này không thể sai được. Kẻ còn lại nói, còn có sư đệ Lý Tứ của bản tiên cũng chết trong tay ngươi phải không? Hơn 500 năm trước chúng ta cảm nhận được khí tức của tên nhãi ngươi, nhưng lúc đó tên nhãi ngươi đã lên phi thuyền, hơn nữa còn đến thẳng thành Thiên Đan, chúng ta không tìm được cơ hội ra tay. Vốn dĩ chúng ta định làm xong việc ở thành Thiên Đan rồi tìm cơ hội bắt tên nhãi ngươi, nào ngờ tên nhãi ngươi rất có bản lĩnh, trở thành tội phạm truy nã của Thiên Đan lâu thành Thiên Đan, hơn nữa còn lẩn trốn suốt 500 năm. Ha ha, không ngờ trên người ngươi còn có Minh Văn Đạo Phù. Nếu không phải hai chúng ta để lại khí tức tử vong của sư đệ trên người tên nhãi ngươi, thì sẽ không tìm được ngươi. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, giao Minh Văn Đạo Phù ra đây thì hai huynh đệ ta sẽ cho tên nhãi ngươi chết toàn thây. Nếu không, chúng ta sẽ khiến ngươi sống không được chết chẳng xong. Hai kim tiên đại viên mãn đột nhiên xuất hiện nói một tràng. Dương Bách Xuyên dần hiểu ra, cũng nhớ ra một số chuyện. Khi hai người này nhắc đến hai cái tên Trương Tam và Lý Tứ, hắn lập tức nhớ ra đúng là trước đây khi hắn mới vừa phi thăng, hai người Trương Tam và Lý Tứ đã lôi kéo hắn gia nhập tiên môn của bọn họ nhưng bị hắn từ chối, sau đó hai người kia muốn giết hắn. Lúc đó hắn chỉ là thiên tiên sơ phẩm mới phi thăng, còn Trương Tam và Lý Tứ là thiên tiên cấp cao, kết quả là bọn họ bị hắn giết ngược. Dương Bách Xuyên vẫn còn nhớ lúc đó chim khốn đã nhắc nhở hắn phải xử lý sạch sẽ, nếu không giết người ở tiên giới rất dễ bị sư môn người ta tìm tới báo thù. Không ngờ thời gian trôi qua đã lâu, không biết sư môn của Trương Tam và Lý Tứ dùng thủ đoạn gì mà cuối cùng vẫn tìm ra hắn. Đây là muốn báo thù mài. Nhưng nghe lời uy hiếp của hai người này, Dương Bách Xuyên lại nhếch miệng cười, muốn Minh Văn Đạo Phù, muốn báo thù cho sư đệ của các ngươi mà không mở mắt chó ra mà coi các ngươi có bản lĩnh ấy không. Trước đây ta có thể giết hai tên sư đệ bất tài kia của các ngươi thì bây giờ cũng có thể giết hai tên bất tài các ngươi. Tưởng kim tiên đại viên mãn là ngon à, nhìn coi tiểu gia ta có thực. Lực tu vi kỳ. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên bỗng phóng ra khí tức toàn thân. Khí thế của kim tiên đại viên mãn bùng nổ, mạnh gấp mấy lần khí tức của kim tiên bình thường. Lúc này hắn không rảnh truy hỏi hai kim tiên này thuộc tiên môn nào, tên là gì. Hắn chỉ cần biết một điều, bọn họ là kẻ địch. Chịu chết đi. Dương Bách Xuyên trầm giọng nói, sau đó biến mất tại chỗ, xông tới tấn công hai kim tiên. Sau khi tu vi tăng vọt hắn vẫn chưa đánh nhau lần nào, lần này vừa hay có thể thử thực lực của mình, đồng thời hắn cũng muốn cho Đông Nhan Tiên Nhân đang bí mật quan sát kia nhìn rõ. Hắn tin rằng lúc này lão già Đông Nhan Tiên Nhân đang âm thầm quan sát, chẳng phải là muốn xem thủ đoạn của mình sao. Vậy thì ta cho ngươi xem. Giết hai kim tiên đại viên mãn mà thôi. Chết đi. Phụt. Phụt, tức thì hai âm thanh nặng nề vang lên. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên xuất hiện ở vị trí cũ. Hai kim tiên phía đối diện thì cổ họng trào máu, đồng thời trên người bốc lên ngọn lửa màu xanh lục. Chỉ trong khoảnh khắc hai kim tiên đã tan thành mây khói, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Lúc này, Đông Nhan ở cách đó mấy chục mét, con người chợt co lại. Hắn ta vẫn luôn quan sát Dương Bách Xuyên,
còn nghĩ hai kim tiên ngu ngốc xuất hiện vừa hay có thể dò xét thực lực của Dương Bách Xuyên. Ai dè Dương Bách Xuyên vừa ra tay, một cao thủ đại la như hắn cũng không nhìn rõ rốt cuộc Dương Bách Xuyên dùng thủ đoạn gì mà giết được kim tiên đại viên mãn. Và lại, Dương Bách Xuyên cũng mới là tu vi kim tiên đại viên mãn. Cùng cấp bậc với hai kim tiên kia. Vậy mà hắn có thể giết người ngay tức thì. Điều mấu chốt là giết hai kim tiên đại viên mãn cùng lúc. Tốc độ cực nhanh, Đông Nhan hoàn toàn không nhìn rõ. Đây là tốc độ bậc nào? Còn nữa, nếu hắn ta đoán không sai thì ngọn lửa màu xanh lục kia hẳn là loại tiên hỏa cường đại nào đó. Đông Nhan cực sốc trước thủ đoạn của Dương Bách Xuyên. Cùng lúc đó, Cố Liên Hoa ở phía sau cách Dương Bách Xuyên hơn 100 mét cũng nhìn thấy cảnh tượng này, còn người cũng co lại. Nàng ta nói với một lão già tóc bạc bên cạnh, Kiếm Gia Gia, hình như tốc độ của tên nhãi kia đã nhanh hơn lần trước. 500 năm trước, hắn đã dùng tốc độ và ngọn lửa kỳ lạ này giết thị vệ của ta. Chúng ta ra tay chứ, lần này không thể để hắn chạy thoát. Kiếm Gia Gia trong lời nói của Cố Liên Hoa là đại kiếm sư bên cạnh Cố Diệp Lâu chủ tiên đan lâu. Sau khi biết tin Dương Bách Xuyên xuất hiện, nàng ta lập tức đi tìm ba người Dương Bách Xuyên. Mặc dù ba người đã thay đổi ngoại hình, nhưng gốc Liên Hoa vẫn nhớ khí tức ngày xưa. Lần này nàng ta năn nỉ đại kiếm sư bên cạnh ông nội mình đến đây vì muốn bắt Dương Bách Xuyên, nhất định phải lấy được Minh Văn Đạo Phù. Tuy nhiên nàng ta còn chưa ra tay thì đã thấy có hai kim tiên ra tay trước. Cũng tốt, Cố Liên Hoa vốn định quan sát, nhưng ai ngờ hai kim tiên lại bị Dương Bách Xuyên giết chết một cách dễ dàng. Lúc này, đôi mắt vốn đục ngầu của đại kiếm sư bỗng lóe lên tia sáng, sau đó ông ta trầm giọng nói, tiểu thư, tạm thời đừng vội. Chắc hẳn thứ Dương Bách Xuyên sử dụng là tiên hỏa lực không gian cường đại, có điều tu vi của hắn có hạn, trước mặt lão hủ hắn không thể gây nên sóng gió gì. Đông Nhan lão quỷ của chợ Vạn Dược là một trong những điện lão của điện Ma Đan, vậy mà lão ta lại hợp tác với Dương Bách Xuyên, nhất định là có âm mưu. Chúng ta nhìn xem bọn họ muốn làm gì, không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ. Lâu rồi ta không hoạt động gân cốt, lần này bị tiểu nha đầu ngươi cố kéo ra ngoài, tất nhiên không thể ra về trắng tay. Cố Liên Hoa nghe vậy, hai mắt lập tức sáng ngời, gật đầu lia lịa. Vâng vâng vâng, Kiếm Gia Gia đối xử với ta tốt nhất, chúng ta cứ chờ xem bọn họ dở trò gì. Cùng lúc đó, trong rừng sương mù cách ba người Dương Bách Xuyên 100 mét có một cô gái đeo khăn che mặt, mặc trang phục đỏ rực. Bên cạnh là hai bà lão mặc đồ trắng và đồ đen. Cô gái nói, lại là tiên hỏa lực không gian cường đại, không biết tên nhãi này có lai lịch gì. Các chủ, có ra tay không? Bà lão mặc đồ đen hỏi. Chờ xem thế nào đã, chắc là hiện tại tiên đan lâu cũng xuất hiện trong rừng sương mù này rồi, hỏa vân các chúng ta không làm chim đầu đàn. Hơn nữa, bây giờ xem ra muốn cướp Minh Văn Đạo Phù trên người Dương Bách Xuyên không phải chuyện dễ. Mặt khác, điện lão Đông Nhan của điện Ma Đan là một tên cáo giả. Nghe nói rất nhiều năm trước Đông Nhan bắt tay vào luyện chế bát cửu Ma Đan, tiếc là vẫn chưa tìm được dược liệu chính quỷ mẫu hoa lệ. Có tin đồn Đông Nhan đã vào rừng sương mù rất nhiều lần, bây giờ nghĩ lại. Chắc chắn là hắn có tin tức về yêu thụ quỷ mẫu, mà có lẽ rừng sương mù chính là một trong những manh mối. Không biết tại sao lần này Đông Nhan và tên nhãi Dương Bách Xuyên lại đi cùng nhau. Nhưng bây giờ xem ra giữa bọn họ có giao dịch, cũng có thể thấy hai bên không tin tưởng nhau, nếu không thì làm sao lão già Đông Nhan vừa vào rừng sương mù đã biến mất, bỏ lại ba người Dương Bách Xuyên. Tóm lại là trước khi nắm rõ tình hình, chúng ta không vội ra tay, cứ lẳng lặng theo dõi diễn biến là được rồi. Nếu lão già Đông Nhan tìm được yêu thụ quỷ mẫu, thì cho dù chuyến này chúng ta không chiếm được Minh Văn Đạo Phù trong tay Dương Bách Xuyên cũng đáng. Yêu thụ quỷ mẫu không chỉ có kỳ dược thế gian quỷ mẫu hoa lệ, mà toàn thân đều là vật báu. Nếu có thể hàng phục một cây yêu thụ quỷ mẫu mới là chiếm được vật báu. Cô gái mặc trang phục màu đỏ được bà lão mặc đồ đen gọi là tiểu thư chính là một trong năm phó các chủ của Hỏa Vân Các phó các chủ cảnh sán. Hỏa Vân Các không lập trưởng lão, chỉ có các chủ và năm phó các chủ. Tất cả đều chơi lửa, cùng đi con đường đan đạo. Cũng đúng, điện Ma Đan và tiên đan lâu không phải hạng lương thiện, chúng ta chờ đợi và quan sát cũng được. Trong rừng sương mù, trên một cây đại thụ che trời ở bên phải cách Dương Bách Xuyên 50 mét, một đứa trẻ lùn tịt và bốn người mặc khôi giáp cũng đang quan sát Dương Bách Xuyên. Nếu Dương Bách Xuyên nhìn thấy bọn họ ắt sẽ nhận ra đứa trẻ này kỳ thực chính là kim quy tiên nhân của tiên minh luyện tạo. Bẩm đại nhân, đã phát hiện ra Đông Nhan cách chúng ta 30 mét. Một thị vệ báo cáo. Kim Quy Tiên Nhân ra lệnh, tiếp tục quan sát. Vâng. Sau khi thị vệ rời đi, Kim Quy nói với ba người khác, đi xung quanh xem người của Tiên Đan Lâu và Hỏa Vân Các có xuất hiện hay không. Sau khi chúng ta lan truyền tin tức, hai nhà này há có thể ngồi yên.
Vâng thưa đại nhân. Ba thị vệ nhận lệnh biến mất. Sau đó, Kim Quy Tiên Nhân nhìn vị trí của Dương Bách Xuyên, lẩm bẩm nói, tiểu huynh đệ, thủ đoạn này thật lợi hại, hiện tại lão phu càng ngày càng thấy hứng thú với gia tộc phía sau hắn. Lực không gian cần phải lĩnh ngộ, nhưng Thanh Liên Tiên Hỏa cường lại không dễ thu phục. Hào phóng thật đấy, có thể ban tặng Thanh Liên Tiên Hỏa cho hậu bối. Dương Bách Xuyên không biết rằng hiện tại bên trong rừng sương mù này đã hội tụ bốn thế lực đứng đầu thành tiên đan, tất cả đều đang quan sát hắn. Đương nhiên vì có sương mù dày đặc nên mấy phe không nhìn thấy đối phương. Sau khi Dương Bách Xuyên giết hai kim tiên, hắn không thả lỏng cảnh giác mà trái lại còn cảnh giác hơn. Bởi vì vừa rồi sau khi hắn giết hai kim tiên, hắn cảm nhận được có ít nhất ba khí tức đảo qua người hắn, hơn nữa khí tức không yếu. Mặc dù chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng hắn có thể khẳng định tuyệt đối không phải là ảo giác. Bây giờ hắn mở rộng tâm thần nhưng không cảm nhận được gì cả. Hắn biết bên trong rừng sương mù này, hắn ở ngoài sáng, còn kẻ trong tối là địch hay bạn thì vẫn chưa biết. Tóm lại là hắn biết mình bị theo dõi. Không nói tới Đông Nhan, hắn biết lão già chết tiệt này có ý xấu. Hiện tại hắn phải cảnh giác với các thế lực khác. Ba khí tức đảo qua người hắn lúc nấy đến từ các hướng khác nhau, cho nên hắn khẳng định tuyệt đối không chỉ có Đông Nhan. Về vấn đề đối phương là địch là bạn, Dương Bách Xuyên cho rằng khả năng là địch cao hơn. Đối tượng đầu tiên hắn nghĩ tới là Cố Liên Hoa của Tiên Đan Lâu. Cũng chỉ có Tiên Đan Lâu có thế lực và thực lực phát hiện ra hắn. Bây giờ nghĩ lại, không chừng lúc hắn xuất hiện ở chợ Vạn Dược đã bị người của Tiên Đan Lâu phát hiện. Mặc dù hắn đã thay đổi ngoại hình, nhưng hắn biết đây là tiên giới chứ không phải tu chân giới, tiên nhân có rất nhiều bí pháp và thủ đoạn để tìm một người. Nếu nói Dương Bách Xuyên bị người của Tiên Đan Lâu phát hiện, hắn cũng không thấy lạ. Hơn nữa, nghĩ kỹ lại thì trước đây lúc hắn và Cố Liên Hoa giao chiến, Yến Xích Hà và Tuyết Hương đều ở bên cạnh. Bây giờ bọn họ vẫn là nhóm ba người gồm hai nam một nữ, người khác có thể đoán được. Cho nên thân phận bị lộ cũng không có gì lạ. Nghĩ tới ở đây, Dương Bách Xuyên vận chuyển lực tiên nguyên toàn thân, khôi phục diện mạo vốn có. Yến Xích Hà thấy Dương Bách Xuyên khôi phục diện mạo vốn có, không nhịn được bèn hỏi, chủ nhân, ngài đang. Mang gương mặt như đeo mặt nạ quá cực khổ, gương mặt vốn có vẫn thoải mái nhất, đóng vai hoài niệm như thế là đủ rồi. Tuyết Hương, Yến Xích Hà, các, ngươi cũng khôi phục diện mạo vốn có đi, có lẽ từ khi chúng ta xuống núi đã bị phát hiện rồi. Bây giờ không cần che che giấu giấu nữa, chuyện gì nên đến rồi sẽ đến thôi. Nếu ba chúng ta khôi phục diện mạo có thể dụ kẻ địch trong tối lộ diện thì cũng là một lựa chọn không tồi. Dương Bách Xuyên híp mắt nói, khôi phục diện mạo vốn có. Mái tóc bạc vẫn buông xõa trong gió nhẹ, trông rất thanh thoát, chỉ có điều không ai nhìn thấy sát khí lóe lên trong mắt hắn. Hiện tại Yến Xích Hà và Tuyết Hương là tùy tùng của Dương Bách Xuyên, hắn nói cái gì thì chính là cái đó, hai người đều khôi phục diện mạo vốn có. Bên Tiên Đan Lâu đằng xa, Cố Liên Hoa thấy ba người Dương Bách Xuyên khôi phục diện mạo vốn có bèn cắn răng nói, kiếm ra ra, quả nhiên là thằng nhãi đáng ghét kia, chính là ba người bọn họ, chúng ta tìm đúng người rồi. Quả nhiên ba người bọn họ thay đổi ngoại hình, may mà bọn họ không biết chúng ta tra xét được khí tức của bọn họ, và có người phát tán tin tức. Là bọn họ thì tốt, nhưng bây giờ ngẫm lại, tin tức ba người Dương Bách Xuyên xuất hiện là có người cố ý phát tán, chỉ e người tung tin cũng có mưu đồ. Chúng ta chờ xem tình hình, không vội ra tay là đúng. Đại kiếm sư híp mắt nói. Vâng, tất cả nghe theo sự sắp xếp của kiếm gia gia. Cố Liên Hoa rất kính trọng đại kiếm sư. Không chỉ phe Cố Liên Hoa, ba thế lực khác ẩn núp trong rừng sương mù cũng vậy. Không có phe nào hành động. Tất cả mọi người đều đang đợi, và ai cũng biết khả năng cao là Đông Nhan có. Mưu đồ khác. Sau khi ba người Dương Bách Xuyên khôi phục vẻ ngoài vốn có, hắn cảm nhận sự biến hóa của hoàn cảnh xung quanh một cách kỹ càng nhưng không nhận thấy có gì bất thường. Hắn nhìn Tuyết Hương lắc đầu tỏ ý mình cũng không cảm nhận được gì. Xem ra đối phương sẽ không lộ diện. Vì vậy, Dương Bách Xuyên nói, đi thôi, ra khỏi rừng sương mù này trước đã rồi tính tiếp. Trước đó Đông Nhan từng nói phải vượt qua rừng sương mù mới có thể đến gần yêu thụ quỷ mẫu. Sau đó ba người đi thẳng về phía trước, một khu rừng nhỏ không thể vây nhốt bọn họ. Bởi vì hắn Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương đều có tâm hồn cảm ứng, cho nên dù nhắm mắt bọn họ cũng có thể đi ra ngoài. Bọn họ cũng biết là Đông Nhan không chờ mình, rất có khả năng lão già này đang thăm dò thực lực của hắn. Trên thực tế, Dương Bách Xuyên đã đoán đúng. Đông Nhan ẩn nấp trong sương mù đằng xa đã nhìn thấy Dương Bách Xuyên giết hai cao thủ kim tiên đại viên mãn. Sau khi thấy ba người khôi phục vẻ ngoài vốn có, hắn ta biết thực lực của Dương Bách Xuyên không đơn giản là kim tiên đại viên mãn như bề ngoài.
Tốc độ và ngọn lửa màu xanh lục kia, cho dù là hắn ta cũng không thể đối phó, cũng chưa chắc đỡ được. Vì thế cho nên nói với một tên thuộc hạ bên cạnh, đi thôi, qua đó dẫn ba người Dương Bách Xuyên đến đây. Với thực lực của tên nhãi này, nơi đây không thể vây nhốt hắn, chẳng thà dẫn đường cho bọn họ khiến ba người họ cảm kích còn hơn. Bước tiếp theo là lấy quỷ mẫu hoa lệ theo kế hoạch. Còn nữa, trong rừng sương mù có người khác, vậy thì mở toàn bộ trận pháp chúng ta đã bố trí trong những năm qua, không thể để cho những kẻ xông vào kia dễ chịu. Bản tọa không muốn có người gây rối trên đường lấy quỷ mẫu hoa lệ. Vâng, thuộc hạ sẽ đưa nhóm Dương Bách Xuyên đến đây và mở trận pháp. Thuộc hạ của Đông Nhan nhận lệnh rời đi. Một người khác báo cáo, chủ thượng, không phát hiện ra những người khác. Đó là do TV của người trong rừng sương mù này cường đại, chứ không phải ngươi không phát hiện ra. Thuộc hạ bất tài, được rồi, ngươi chờ ở đây, bản tọa đi trước, đến một nơi khác của rừng sương mù chờ các ngươi. Dương Bách Xuyên có hỏi thì nói là bản tọa đi thi pháp tìm kiếm yêu thụ quỷ mẫu. Thuộc hạ hiểu, có thuộc hạ của Đông Nhan dẫn lối, chặng đường kế tiếp cũng dễ đi hơn nhiều, hơn nữa còn rất nhanh. Sau 3 ngày bọn họ đã ra khỏi rừng sương mù. Nhưng lại đến một nơi mà trong mắt hắn, ở đây còn u ám hơn. Sau khi bọn họ xuyên qua rừng sương mù, thứ đầu tiên mà hắn cảm nhận được là một cỗ áp lực. Áp lực từ thiên nhiên, hay nói chính xác hơn là áp lực từ một khu rừng nguyên sinh, rậm rạp và cổ xưa hơn. Rõ ràng là những cây ca chọc trời, thảm thực vật với đủ loại màu sắc nhưng nhìn tổng thể thì lại giống như một màu đen chết chóc. Vậy nên cảm giác đầu tiên mang đến cho người khác chính là âm u và áp lực. Loại cảm giác mà ngay cả những người đã thành tiên như Dương Bách Xuyên cũng bị đè nén. Rất khó chịu. Có vẻ như bọn họ đã đi sâu vào trong núi. Sau khi bước vào đây, họ sẽ bước vào một thế giới khác. Dương đạo hữu. Ngay lúc này, giọng của Đông Nhan vang lên. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, hắn thấy Đông Nhan đi từ trong rừng rậm tới, lúc nhìn hắn còn bày ra vẻ mặt tươi cười. Đối mặt với lão cáo già xảo quyệt này, hắn cười nói, tốc độ của Đông Nhan đạo hữu cũng nhanh thật, thế nào? Đã tìm được yêu thụ quỷ mẫu rồi. Lời nói của Dương Bách Xuyên còn mang theo ý mỉa mai. Ha ha, quả thật là có manh mối, thuật biến hóa của Dương đạo hữu cũng rất thú vị, bộ dáng hiện tại mới là bản tôn nhỉ. Chỉ là chút mánh khóe nhỏ, không lọt được vào mắt thần của Đông Nhan đạo hữu. Hai người nói chuyện riêng về bản thân nhưng ai nấy đều hiểu rõ. Mỗi người đều đang châm biếm đối phương. Vậy thì đi thôi, chắc là đoạn đường tiếp theo sẽ không khó đi như rừng sương mù đúng không? Chúng ta phải theo chân Đông Nhan đạo hữu, nếu chẳng may lạc đường thì lần đi này lại uổng công mất, ha ha. Dương Bách Xuyên thản nhiên nói. Thật ra chính là đang nói cho Đông Nhan, kế tiếp lão già này đừng có dở trò bịp bợm với tiểu gia, nếu không ta đây không chơi cùng ông nữa, muốn lấy được. Quỷ mẫu hoa lệ, lão già ngươi nằm mơ đi. Khụ khụ. Nơi này gọi là rừng U Sâm, cũng chính là rừng rậm nguyên sơ của tiên giới, bên trong đầy rẫy nguy hiểm, không chỉ là hoàn cảnh môi trường mà còn có một vài sinh linh ngoại tộc, con đường kế tiếp mọi người phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau, vào sâu 300 mét sẽ là nơi của yêu thụ quỷ mẫu, vậy nên Dương đạo hữu yên tâm, chúng ta sắp tới nơi rồi. Đương nhiên Đông Nhan hiểu ý của Dương Bách Xuyên, xem như ông ta đang hứa hẹn với Dương Bách Xuyên, huynh đệ yên tâm, đoạn đường tiếp theo ta sẽ không bẫy ngươi nữa, còn phải nhờ vào ngươi để lấy quỷ mẫu hoa lệ. Vậy thì đi thôi, hy vọng Đông Nhan đạo hữu nói cho chúng ta chút thông tin về yêu thụ quỷ mẫu trong truyền thuyết, để trong lòng ta còn nắm chắc, nói thật tiểu đệ chỉ mới nhìn thấy ghi chép về yêu thụ quỷ mẫu từ trong điển tịch, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Dương Bách Xuyên vừa đi vừa nói, không thành vấn đề, đi thôi, chúng ta lên đường rồi nói. Lúc này hai bên mới giống như bạn hợp tác, vừa cười vừa nói đi vào rừng U Sâm. Đương nhiên trước khi đi Đông Nhan còn vô tình hay cố ý quay đầu nhìn rừng sương mù phía sau lưng. Ông ta biết trong rừng sương mù còn có một vài người nữa. Mặc dù ông ta đã sớm bày bố trận pháp trong rừng sương mù, nhưng Đông Nhan cũng biết nếu như là người của những thế lực lớn từ thành tiên đan thì trận pháp kia đối với bọn họ cũng không phải vấn đề lớn, tác dụng duy nhất là giữ chân họ lại một thời gian. Nhưng đối với ông ta mà nói, có thể vây được những người này đã là không tệ rồi, đợi sau khi bọn họ tiến vào trong rừng U Sâm, đối phương có muốn tìm cũng khó. Dù sao thì mục đích của Đông Nhan chính là nhốt, ông biết nếu có thể ra khỏi tiên đan lâu, thực lực còn lại của Hỏa Vân Các và luyện tạo tiên minh cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Mặc dù người được phái tới không thấy được bọn họ, nhưng không có nghĩa là đối phương không tới. Sau khi tiến vào rừng U Sâm, hai thuộc hạ của Đông Nhan đi ở phía trước, ba người Dương Bách Xuyên đi sau, luôn giữ khoảng cách với bọn họ. Nhìn qua thì hai bên rất hài hòa,
nhưng thực tế, trong thâm tâm lại cảnh giác lẫn nhau. Có một điều mà Dương Bách Xuyên biết rõ, nếu đợi sau khi lấy được quỷ mẫu hoa lệ thì lão già Đông Nhan này nhất định sẽ gây khó dễ cho hẳn. Ngay từ đầu khi tiếp xúc với Đông Nhan, Dương Bách Xuyên đã nhìn ra, lão già này là điển hình cho loại người khẩu Phật tâm xà. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng đâu phải loại dễ bắt nạt. Trong lòng hắn đã sớm dự trù kế hoạch đề phòng, nếu như lão già này muốn ra tay với hắn thì hắn sẽ khiến cho ông ta ăn đủ. Nếu đối phương có cấp bậc Hỗn Nguyên thì có lẽ hắn còn sợ hãi, nhưng đấu với một đại la thì hiện tại Dương Bách Xuyên quả thật không sợ, đừng nói tới bản thân hắn còn có con át chủ bài, chỉ riêng Tuyết Hương thôi cũng đủ ứng phó. Theo như những gì Đông Nhan nói, đi sâu vào rừng U Sâm 300 dặm thì sẽ tới yêu thụ quỷ mẫu. Lúc này hắn cũng không hỏi nữa, hắn cảm nhận được lần này Đông Nhan không nói láo. Vừa đi vừa trò chuyện. Hắn bảo Đông Nhan nói những chuyện liên quan tới yêu thụ quỷ mẫu, lão già này cũng không do dự mà bắt đầu kể chi tiết. Tình huống cơ bản của yêu thụ quỷ mẫu lần trước ta cũng đã nói qua cho ngươi, tiếp theo sẽ nói tới chỗ đáng sợ của yêu thụ quỷ mẫu, thật ra đây là một loại giống như cây hòe mở linh trí thành yêu, càng giống thể biến dị hơn, bình thường thì 1000 năm sẽ thành yêu, vạn năm thành đại yêu, 10 vạn năm được gọi lão yêu. Cây ta tìm được hẳn là lão yêu vạn năm, bình thường thì một gốc cây hòe giống như cả rừng rậm chọc trời, thật ra kể từ lúc này, chúng ta đã bước vào địa bàn của lão yêu quỷ mẫu. Nhưng mà không phải lo lắng, chỉ cần không trêu chọc tới những cây này thì sẽ không bị tấn công, nguy hiểm nhất là khi lại gần bản thể của lão yêu quái này rất khổng lồ, bước vào trong phạm vi 100 mét sẽ bị tấn công, dây leo vừa chắc vừa mềm không thua kém gì với tiên khí hạ phẩm, quất vào người thì tà khí sẽ xâm nhập vào cơ thể, còn có độc, cũng khiến người ta sinh ra ảo giác và tê liệt. Đương nhiên đây chưa phải là chỗ đáng sợ nhất, kinh khủng nhất là bản thể có thể phân ra 9 gốc yêu thụ, tạo thành quỷ mẫu cửu sát trận muốn đòi mạng. Một khi bị nhốt vào trong thì sẽ rất khó thoát thân. Nhưng may mà gốc yêu thụ quỷ mẫu kia vẫn chưa được vạn năm, chúng ta có thể đối phó được, vậy nên đừng quá lo lắng, chỉ cần cẩn thận chút là được, lấy được quỷ mẫu hoa lệ thì chúng ta rút, sẽ không có nguy hiểm. Nghe Đông Nhan nói xong, Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết, nhưng hắn cũng không tin toàn bộ. Lão già này nói thì nghe đơn giản lắm, nhưng yêu thụ quỷ mẫu là cái dạng gì thì phải gặp mới biết được, chỉ khi tiếp xúc mới dám chắc chắn. Hơn nữa Dương Bách Xuyên cảm thấy lão già này không hề nói ra thực lực thật sự của yêu thụ quỷ mẫu. Rất có thể là muốn đào hố cho hắn. Dù sao thì hắn cũng không xem lời lão già Đông Nhan này nói là thật, ngược lại trong lòng càng cảnh giác hơn. Trên đường đi, cả hai bên đều có những suy nghĩ riêng. Trong rừng rậm u tối cũng không đi nhanh được, nhưng cũng không xuất hiện chuyện gì, có Đông Nhan dẫn đường bọn họ tránh được một số sinh vật núp sâu trong rừng. Dương Bách Xuyên biết lão già này quen thuộc đường đi ở đây. Cho nên cũng không lo lắng gì. Đi bộ mất 7 ngày mới được 300 dặm, sau này thứ 7, cuối cùng họ cũng tới nơi. Dương Bách Xuyên nhìn thấy một cái cây lớn cao chọc trời, hoặc nói đúng hơn là cây khổng lồ. Đứng cách 500-600 mét đã có thể nhìn thấy. Một cây cao chót vót màu xanh đậm, cành cây như mọc lên bầu trời, hòa vào biển sao, nhìn không thấy đỉnh. Bên dưới chiếm cả một diện tích đất rộng, nhìn giống như một rừng cây tùm. Nhưng Đông Nhan nói đây chỉ là nhánh cây của lão yêu quỷ mẫu mà thôi. Muốn lấy được quỷ mẫu hoa lệ tinh túy nhất của đóa hoa thì phải tiến vào trong, lại gần thân cây bởi vì quỷ mẫu hoa lệ cũng có hạt, không phải chỗ nào của cây cũng có, cả một cái cây lớn như vậy nhưng cũng chỉ có 9 đóa hoa to bằng quả dưa hấu, bên trong chính là quỷ mẫu hoa lệ. Mấy người nhìn thấy bản thể yêu thụ quỷ mẫu, thì dừng lại cách 500-600 mét. Lúc này Đông Nhan cười nhìn Dương Bách Xuyên, Dương đạo hữu, bắt đầu từ bây giờ. Một khi bước gần bản thể yêu thụ quỷ mẫu thì chúng ta sẽ bị vô nhánh cây tấn công, vô cùng nguy hiểm, nếu ngươi không muốn đi mạo hiểm thì nói cho A Cách lấy quỷ mẫu hoa lệ, để một mình ta đi thôi, đợi tới khi lấy được thì đương nhiên sẽ không thiếu phần của ngươi, thấy thế nào? Lúc này, vẻ mặt Đông Nhan vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ như thật sự suy nghĩ cho Dương Bách Xuyên. Nhưng mà, Dương Bách Xuyên cười lạnh, hắn híp mắt nói, ý tốt của Đông Nhan đạo hữu ta xin nhận, nhưng nếu đã mạo hiểm thì tất nhiên phải đi cùng nhau. Dương Bách Xuyên ta không phải loại người thấy có nguy liền chùn bước, huống chỉ sao ta có thể để một mình ông đi mạo hiểm được, nếu truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị người khác chê cười hay sao, đi thôi, cùng nhau đi, có nguy hiểm thì mọi người cùng gánh vác, chết thì cùng chết, ha ha. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, vẻ mặt Đông Nhan càng ngày càng đen. Lúc này, Dương Bách Xuyên sao có thể bị mắc lừa? Đứng ở ngoài là an toàn sao? Xem hắn là thằng ngốc chắc. Dù sao thì ý tứ cũng rất rõ ràng. Lão già như ông đừng hòng lừa được hắn. Hắn cũng uy hiếp ngược lại lão ta, có chết thì cùng chết, ông đừng nghĩ tới việc dở trò.
Thế nên Đông Nhan cũng nghe hiểu ý của Dương Bách Xuyên, ông ta tức tới đen cả mặt. Nhưng quả thật ông ta không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể lừa được Dương Bách Xuyên. Lão hít sâu một hơi nói, nếu như Dương đạo hữu muốn mạo hiểm, vậy thì đi cùng thôi, nhưng mà một khi vào trong thì lão phu cũng không để ý tới các người được, tốt nhất là nên cẩn thận. Chúng ta sẽ tự bảo vệ bản thân, Đông Nhan đạo hữu cứ yên tâm, Dương Bách Xuyên cười nói. Vậy thì đi thôi, Đông Nhan hừ lạnh một tiếng rồi dẫn hai thuộc hạ đi vào trong biển lá rậm rạp của yêu thụ quỷ mẫu. Xốc lại tinh thần đi theo ta, cẩn thận lão già kia lừa chúng ta. Sau khi dặn dò Tuyết Hương và Yến Xích Hà một tiếng, thân hình Dương Bách Xuyên lóe lên rồi cũng tiến vào trong. Thật ra nếu không phải do Đông Nhan kiêng dè Tuyết Hương thì ông ta đã sớm ra tay với Dương Bách Xuyên rồi, khống chế được Dương Bách Xuyên thì sẽ nằm trong tay cách lấy quỷ mẫu hoa lệ. Chỉ đáng tiếc Tuyết Hương ở bên Dương Bách Xuyên một tấc cũng không rời, đối mặt với yêu tiên cùng cấp bậc, Đông Nhan vẫn rất kiêng kỵ. Mà Dương Bách Xuyên cũng không cho ông ta bất cứ cơ hội nào. Đương nhiên trước khi chưa đoạt được cách để lấy quỷ mẫu hoa lệ thì Đông Nhan sẽ không trở mặt, đợt khi lại gần Dương Bách Xuyên, lấy được đồ thì cũng chính là lúc hai bên không nể mặt nhau. Bọn họ một trước một sau tiến vào trong phạm vi lá vây của yêu thụ quỷ. Mẫu, tối tăm, u ám là những gì mà Dương Bách Xuyên cảm nhận được khi bước vào. Trước Dương Bách Xuyên là ba người Đông Nhan, trong mắt hắn bọn họ bước đi rất thiếu tự nhiên. Nhưng hắn lại thấy có chỗ nào đó không đúng. Dường như ba người bọn họ đang tránh né nhánh cây, lá cây. Căn bản không dám chạm vào. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Bách Xuyên đang định lên tiếng nhắc nhở Tuyết Hương và Yến Xích Hà ở bên thì phát hiện hai người họ đã giơ tay chém đứt một nhánh cây đang chắn ở trước mặt. Không, chưa nói xong thì nhánh cây đã kêu lên tiếng răng rắc. Chủ nhân sao vậy, chỉ là một cành cây nhỏ, không. Câu cuối của Yến Xích Hà cũng nói không nổi nữa, bởi vì sau khi nhánh cây kia bị chém đứt thì xung quanh vang lên những tiếng rào rạt. Không cần nói Yến Xích Hà cũng biết mình đã gây họa rồi. Đừng có đứng ngây ngốc ở đó nữa, chạy nhanh. Dương Bách Xuyên hô lên, vút một cái đã lên phía trước. Lúc này, phản ứng của Yến Vô Hà cũng không chậm, hắn cũng chạy theo, Tuyết Hương thì càng không khiến Dương Bách Xuyên phải nhọc lòng. Mặc dù cao thủ này ngây thơ nhưng lại là người có pháp lực cao nhất trong ba bọn họ, Dương Bách Xuyên nghĩ chỉ cần hắn và Yến Vô Hà không gây phiền phức cho nàng đã là tốt lắm rồi. Cả biển lá đang rung chuyển, chỉ trong nháy mắt Dương Bách Xuyên cảm nhận được toàn bộ thế giới đều đang chuyển động. Hắn biết đây là hậu quả do Yến Vô Hà tiếp xúc với quỷ mẫu yêu thụ. Lão chó già Đông Nhan không nhắc nhở lấy một tiếng, ông ta cố ý chơi bọn họ. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng không dễ chọc, tốc độ của hắn rất nhanh, chạy đuổi theo ba người Đông Nhan, muốn chết thì cùng chết, ông tưởng tiểu ra đây chỉ nói chơi thôi chắc. Nếu lượng lớn nhánh cây của yêu thụ quỷ mẫu cũng bắt đầu động, vậy thì mọi người cùng nhau đối mặt đi. Đông Nhan thấy Dương Bách Xuyên đuổi tới thì cười lạnh. Bỗng nhiên tăng tốc độ nhanh chóng kéo dài khoảng cách với đối phương. Dương Bách Xuyên thất Đông Nhan nở nụ cười âm hiểm như vậy thì trong lòng thầm mắng, tên chó này cứ đợi đấy, tiểu gia phải lôi ông làm đệm lưng. Hắn thầm chửi rủa, trong đầu lóe lên một ý tưởng gian ác, kiếm đầu long xuất hiện trong tay, đột nhiên hắn chém một nhát về những cành cây rậm rạp đang che khuất bầu trời. Ầm ầm ầm, rắc rắc rắc, cành cây to lớn bị Dương Bách Xuyên chém đứt. Dương Bách Xuyên ngươi muốn hết à? Lúc này vẻ mặt Đông Nhan lập tức thay đổi, ông ta vốn định làm khó dễ Dương Bách Xuyên chút, để những nhánh cây này gây phiền phức cho ba người kia. Cố ý không nhắc nhở bọn họ, không được đụng tới những nhánh cây này. Kết quả Yến Vô Hà lại chém đứt một nhánh cây nhỏ, theo kinh nghiệm của Đông Nhan thì làm gãy một nhánh nhỏ cũng không sao, cùng lắm chỉ bị làm phiền một chút. Sức gây rối của nhánh cây nhỏ cũng không mạnh như vậy. Sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn. Nhưng tấn công trong phạm vi lớn lại khác, sức ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Giống như Dương Bách Xuyên chém xuống một kiếm, chặt đứt cả một cành cây to, điều này khiến sắc mặt của Đông Nhan thay đổi. Bởi vì ông ta biết, toàn bộ yêu thụ quỷ mẫu sẽ động. Ngay cả bọn họ cũng không thoát khỏi. Thế nên ông ta mới chửi Dương Bách Xuyên. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên mà nói, đây chính là hiệu quả mà hắn cần, nghe Đông Nhan đang mắng mình, Dương Bách Xuyên giả vờ vô tội. Nhan đạo hữu, sao vậy? Ta chỉ phòng ngự thôi mà, những nhánh cây này muốn tấn công chúng ta. Lẽ nào không nên phòng ngự lại sao? Ngươi, Đông Nhan bị Dương Bách Xuyên chọc cho tức chết, nhưng lại không thể phản bác lại, ông ta cũng đâu thể nói là do mình cố ý bẫy bọn họ. Hơn nữa lúc này cành cây to đã quét về phía bọn họ, Đông Nhan không có thời gian dạy dỗ Dương Bách Xuyên, ông ta vung tay ngăn cản công kích. Âm ầm, từng tiếng nổ vang vọng cả rừng cây u tối.
Ba người Dương Bách Xuyên cũng dùng tiên khí trong tay để ngăn cản, lúc này ngoài chặn lại công kích thì cũng không còn cách nào khác, từng cành cây to khỏe quét tới, bọn họ không còn chỗ trốn. Nhưng trong lòng hắn lại rất đắc ý, cuối cùng cũng kéo được lão già này xuống nước cùng. Định bày tiểu gia à? Nằm mơ đi. Không muốn bọn ta được thoải mái thì các ông cũng đừng mong yên ổn. Nói là hợp tác cái rắm. Bây giờ tiểu gia đã tìm được yêu thụ quỷ mẫu, ta đây không cần ông nữa cũng được, tự ta vẫn có thể lấy được quỷ mẫu hoa lệ. Nếu như lúc này Đông Nhan biết được trong lòng Dương Bách Xuyên đang nghĩ cái gì thì sợ là sẽ tức đến hộc máu. Ông ta tính kế Dương Bách Xuyên, đối phương đã sớm đoán được lão già này có suy nghĩ đen tối, vậy nên hắn cũng không thật tâm muốn hợp tác. Vậy nên Dương Bách Xuyên nghĩ rất đơn giản, hiện trường càng hỗn loạn càng tốt. Dù sao thì đã biết yêu thụ quỷ mẫu ở sâu trong biển cây, chỉ cần giết qua đó là được. Còn việc qua đó như thế nào, có lẽ Đông Nhan có cách đi, nhưng với hắn mà nói thì cũng không khó, hắn dùng sức mạnh đi qua đó là được. Ai sợ ai chứ? Chủ nhân, những nhánh cây này không quá khó chơi như trong tưởng tượng, chúng ta cứ xông qua đó đi, dù sao thì hiện tại cũng biết được chỗ của yêu thụ quỷ mẫu rồi, không cần Đông Nhan thì chúng ta càng dễ làm, đi theo lão già này, không chừng chúng ta lại bị lão bẫy tiếp. Yến Xích Hà vung đại đao trong tay, không ngừng chém đứt được nhánh cây đang quét tới. Ha ha, vừa đúng ý ta, hai người đi theo ta trực tiếp xông thẳng vào trong. Dương Bách Xuyên nở nụ cười nói với Tuyết Hương và Yến Xích Hà. Ngay sau đó, cơ thể hắn lóe lên ánh sáng xanh, thanh liên tiên hỏa mở đường. Đúng như những gì mà hắn suy đoán, những yêu thụ quỷ mẫu này có thuộc tính cực âm, bản thể chính là cây gỗ, gỗ sợ lửa. Huống chỉ đây còn là thanh liên tiên hỏa đứng thứ ba tiên giới. Sau khi hắn phóng thanh liên tiên hỏa ra để mở đường, quả nhiên những nhánh cây này bị đốt thì phát ra tiếng kêu gào thảm thiết rồi rút về. Ba người nhanh chóng xông vào sâu trong biển cây. Những nhánh cây che khuất bầu trời đều đang tránh đường, vô cùng sợ hãi thanh liên tiên hỏa của Dương Bách Xuyên, chỉ sợ bị thiêu đốt. Khi Dương Bách Xuyên đi ngang qua ba người Đông Nhan, hắn nhếch miệng cười lớn. Mặt Đông Nhan chẳng khác gì than đen, ông ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Bách Xuyên tiến sâu vào trong biển cây. Lúc này Đông Nhan và hai tên thuộc hạ bị những nhánh cây ùn ùn kéo tới nhốt ở bên trong thời gian ngắn rất khó để thoát thân. Nhưng sau khi ba người Dương Bách Xuyên biến mất, vẻ mặt vốn đang đen thui của Đông Nhan lại hiện ra nụ cười âm hiểm. Ngay sau đó, trong tay ông ta xuất hiện một bình sứ, Đông Nhan lập tức bóp vỡ nó. Một mùi hương kỳ lạ tản ra ngoài, những nhánh cây đang tấn công cũng nhanh chóng rút lui, cách xa bọn họ. Trong chốc lát, xung quanh Đông Nhan không còn một nhánh cây nào nữa. Họ đã thoát khỏi nguy hiểm. Chủ thượng, Dương Bách Xuyên bị lừa rồi, một tên thuộc hạ lên tiếng. Ha ha, tên tiểu tử kia vốn cũng chẳng phải loại hiền lành gì, đương nhiên sẽ không thành tâm hợp tác với chúng ta, chỉ khi làm hắn mắc bẫy, một mình đi vào thấy quỷ mẫu hoa lệ mới là an toàn nhất, đợi sau khi hắn lấy được thì chúng ta sẽ đoạt lấy, vậy có phải bớt việc không? Thằng nhãi danh này, tu vi đại la đại viên mãn của bổn tọa chỉ để trang trí thôi chắc, chẳng lẽ lại không đối phó được mấy nhánh cây còn con này? Ha ha, Đông Nhan cười lớn. Dương Bách Xuyên không biết Đông Nhan thật ra là cố ý làm vậy, đợi hắn làm bọ ngựa, sau đó hắn ta sẽ làm chim sẻ. Nhưng mà đối với Dương Bách Xuyên mà nói không là gì cả. Từ khi hắn bắt đầu tu chân đã hiểu được một đạo lý, dựa vào bản thân là quan trọng nhất. Hắn và Đông Nhan chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đông Nhan biết yêu thụ quỷ mẫu ở đâu, còn Dương Bách Xuyên lại biết cách thu quỷ mẫu hoa lệ. Ban đầu hai người nói là hợp tác. Nhưng thực ra từ đầu đã muốn lợi dụng đối phương. Dương Bách Xuyên cần Đông Nhan dẫn hắn đi tìm yêu thụ quỷ mẫu. Đông Nhan cần Dương Bách Xuyên thu thập quỷ mẫu hoa lệ, sau đó cướp đi từ tay Dương Bách Xuyên, không chỉ lấy được quỷ mẫu hoa lệ mà còn lấy được minh văn đạo phù trên người Dương Bách Xuyên. Từ đầu đã tính toán như vậy. Bây giờ mọi chuyện đang phát triển theo hướng mà Đông Nhan muốn. Nhưng cuối cùng sẽ như thế nào thì vẫn chưa chắc chắn. Bởi vì Dương Bách Xuyên không dễ chọc. Đến lúc đó hắn tự nhiên cũng có thủ đoạn. Hơn nữa vẫn còn nhân tố chưa xác định khác tồn tại. Đó là ba thế lực lớn Tiên Đan Lâu, Hỏa Vân Các và Tiên Minh Luyện Tạo. Đông Nhan tưởng rằng đã nắm mọi thứ trong tay, nhưng hắn ta không biết là, ba thế lực lớn đến đây đều đã điều động cao thủ. Trận pháp của rừng sương mù có thể vây được tiên nhân bình thường, nhưng không vây được cao thủ. Ba thế lực lớn Tiên Đan Lâu và Điện Ma Đan của hắn ta ngang hàng với nhau. Thậm chí Tiên Minh Luyện Tạo chưa từng tham gia vào cuộc chiến của thành Tiên Đan mới là thế lực lớn thật sự. Mục đích kim quy tiên nhân của Tiên Minh Luyện Tạo rất rõ ràng, đến là để âm thầm trợ giúp Dương Bách Xuyên. Đặc biệt là nếu Dương Bách Xuyên bị tính kế.
Lúc này bên ngoài yêu thụ quỷ mẫu, bên cạnh rừng sương mù, người của ba thế lực lớn đều đã ra ngoài, có thể nhìn thấy yêu thụ quỷ mẫu đang chuyển động như biển. Thì ra là yêu thụ quỷ mẫu, ha ha, Đông Nhan lão quỷ này, chẳng trách lại bày trí trận pháp trong rừng sương mù, hóa ra là không muốn người khác phát hiện ở đây có yêu thụ quỷ mẫu, nhưng mà đừng hòng, rừng sương mù nhỏ bé này sao? Có thể giữ chân được lão phu, đại kiếm sư của tiên đan lâu nheo mắt nói. Cổ Liên Hoa lần đầu tiên nghe thấy yêu thụ quỷ mẫu, không nhịn được hỏi, kiếm ra ra, yêu thụ quỷ mẫu là gì, Đông Nhan lão quỷ và tiểu tử Dương Bách Xuyên kia đều đã vào trong rồi, chúng ta phải làm sao đây? Lần đầu tiên ta nhìn thấy yêu thụ khổng lồ như vậy, e là rất khó đối phó. Ha ha, không thành vấn đề, yêu thụ quỷ mẫu này quả thực khó đối phó, nhưng không phải không có cách, yêu thụ này đã tu luyện thành yêu linh, sống mấy vạn năm quả thực rất đáng sợ, nhưng bên trong có bảo bối, yêu thụ của chín đóa hoa, trong hoa chứa tỉnh hoa thiên địa, tên là quỷ mẫu hoa lệ, chính là dược liệu chính để luyện chế tiên đan cấp cao. Lần này chúng ta đến đây cũng không uổng công, nếu có thể lấy được tiên dược này, thì tiên đan lâu của chúng ta có thể luyện chế được càng nhiều tiên đan hơn nữa. Quan trọng nhất là trái tim của yêu thụ quỷ mẫu kia mới là bảo vật mà người tu chân tha thiết mơ ước. Luyện hóa hấp thu, công dụng kỳ diệu khó tả, công lực tu vi tăng cao. Đi, chúng ta vào trong, chia một phần miếng bánh này, ha ha ha, đại kiếm sư cười lớn dẫn Cổ Liên Hoa bước vào trong biển yêu thụ quỷ mẫu. Ở bên kia, hồng y nữ tử phó các chủ thứ năm của hỏa vân các cảnh sán cũng ra khỏi rừng sương mù, nhìn thấy biển yêu thụ quỷ mẫu, trầm ngâm nói. Đông Nhan chơi lớn thật, chúng ta cũng vào góp vui đi. Dứt lời liền dẫn theo hai người vào trong biển yêu thụ quỷ mẫu. Sau khi cả hai nhóm người đều đã vào biển cây quỷ mẫu, Kim Quy tiên nhân của tiên minh luyện tạo dẫn theo tứ đại thị vệ Vũ Phong Lôi Điện xuất hiện. Không ngờ hóa ra lại là yêu thụ quỷ mẫu, xem ra thứ Đông Nhan muốn chính là tim quỷ mẫu, cũng tốt, yêu linh thứ này, tiên minh luyện tạo chúng ta hẳn cũng nên tham gia vào, đương nhiên sau khi vào trong, mọi người phải nhớ ký, bảo vệ Dương Bách Xuyên. Không được để tiểu tử đó chết, luyện đan sư phía sau hắn sẽ giúp ích rất nhiều cho tiên minh luyện tạo của chúng ta. Kim Quy tiên nhân nói. Thuộc hạ đã rõ. Bốn người đồng loạt trả lời. Lúc này trong biển yêu thụ quỷ mẫu, Dương Bách Xuyên dùng thanh liên tiên hỏa mở giường, trực tiếp đi sâu vào trong. Khoảng ba canh giờ sau, trước mắt ba người xuất hiện một ánh sáng màu cam nhạt. Sau đó trước mắt sáng lên, xuất hiện một không gian mở. Ở đây không có cành lá xanh che khuất bầu trời. Dường như có thể thấy một khoảng trời trong xanh. Thật ra là đã thấy được dáng vẻ thật sự của yêu thụ quỷ mẫu. Thứ họ nhìn thấy không phải bầu trời, mà là ánh sáng màu vàng cam tản ra bốn phía, nhìn qua giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Phía chân trời, càng lúc càng xuất hiện cành lá màu vàng dày đặc, tạo thành một không gian có đường kính hàng cây số. Ba người họ nhìn thấy một gốc cây to không quá sum suê, đường kính khoảng 3 mét. Thân cây có màu vàng cam gần như trong suốt. Có thể nhìn thấy bên trong có những sợi màu cam không đều nhau như mạch máu. Điều này khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên, đây rõ ràng giống mạch máu của con người, đây quả thực là yêu thụ của một gốc cây đã thành tinh. Phía trên hàng trăm mét có vô số tán cây vươn ra ngoài, giống như một chiếc ô khổng lồ, tạo thành không gian này. Nhìn kỹ lại, cành lá ở đây vẫn giống như bên ngoài, chỉ khác màu sắc, cành lá ở đây có màu vàng cam, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, chiếu sáng cả không gian này. Đây là, bản thể của yêu thụ quỷ mẫu sao? Yến Xích Hà không nhịn được nói. Hẳn là vậy, Dương Bách Xuyên trả lời. Sao cảm giác cũng không có gì nguy hiểm vậy? Yến Xích Hà có chút nghi ngờ. Dương Bách Xuyên nói, cẩn thận chút, càng không có gì nguy hiểm, càng có nguy hiểm lớn. Các ngươi nhìn phía trên lúc này, Tuyết Hương nói, chỉ tay lên trên. Dương Bách Xuyên và Yến Xích Hà ngẩng đầu nhìn, thấy một đóa hoa có kích thước bằng quả dưa hấu, đỏ như máu như những chiếc đèn lồng nhỏ. Bên trong cũng có mạch máu như trong thân cây, ngẩng đầu nhìn, không nhiều không ít, vừa đủ 9 đóa hoa. Vị trí phân bố trong mắt Dương Bách Xuyên cũng không bình thường, nhìn kỹ, hóa ra là đang sắp hàng cửu cung. Mấy đóa hoa của yêu thụ quỷ mẫu, sắp hàng cửu cung. Điều này tuyệt đối không bình thường. Mỗi một bông hoa đều có màu đỏ như máu, hình dáng như những chiếc đèn lồng đỏ, chưa nở rộ. Thật ra Dương Bách Xuyên biết đây chính là cửu hoa, hơn nữa theo những gì đọc được trong sách Kỳ Quân Đan. Yêu thụ quỷ mẫu căn bản không kết trái, chỉ nở hoa, trong hoa chính là quỷ mẫu hoa lệ thấm tinh hoa đất trời. Cuối cùng cũng tìm được rồi, ha ha, chủ nhân, thuộc hạ sẽ đi lấy nó cho chủ nhân. Yến Xích Hà nói xong, liền bước lên phía trước, bay lên, hướng thẳng đến một đóa hoa của yêu thụ quỷ mẫu. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên muốn nói đừng nóng vội, nơi này quá yên tĩnh, có gì đó không đúng, quan sát kỹ trước đã.
Kết quả Yến Xích Hà lại gấp gáp như vậy. Được rồi, dù sao cũng phải thử tình hình xem thế nào. Hắn không nói gì, để Yến Xích Hà đi thử xem. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên có dị bị. Yến Xích Hà vừa mới bay lên, một sợi dây leo to bằng ngón cái xuất hiện, quất thẳng vào người hắn ta. Bốp âm. A, ôi mẹ ơi. Yến Xích Hà kêu rên thảm thiết, bị quất ngã xuống đất, rơi xuống trước mắt Dương Bách Xuyên. Phụt, Yến Xích Hà há miệng phun một ngụm đất. Dương Bách Xuyên vội vàng đỡ Yến Xích Hà dậy, nhìn kỹ hơn, vội vàng buông ra. Bởi vì trên người Yến Xích Hà có điện. Mẹ kiếp, là âm lôi. Ối. Yến Xích Hà bị Dương Bách Xuyên ném đi, lại hét lên một tiếng thảm thiết. Còn có độc nữa, Tuyết Hương ở tới nói. Dương Bách Xuyên đã chạm vào người Yến Xích Hà bằng hai tay, lúc này chết lặng, cũng may uy lực không lớn, hắn vận chuyển công pháp hóa giải âm lôi từ người Yến Xích Hà truyền đến. Nghe Tuyết Hương nói có độc, Dương Bách Xuyên lại nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Yến Xích Hà lúc này đã đen lại. Hắn lập tức hít một ngụm khí lạnh. Dây leo quất vào người Yến Xích Hà lúc nãy rất kỳ lạ, hắn hoàn toàn không nhìn ra từ đâu đến. Giống hệt như xuất hiện từ trong không khí. Bây giờ ngẩng đầu nhìn bốn phía, không có gì lạ thường, không còn nhìn thấy sợi dây leo vừa quất vào người Yến Xích Hà nữa. Đau chết mất, Yến Xích Hà lăn lộn trên đất kêu thảm thiết. Tuyết Hương bắn ra một tia sáng màu trắng đục về phía Yến Xích Hà, nhập vào cơ thể hắn ta. Sau đó nói, đây là độc âm lôi, ta đã giúp ngươi áp chế rồi, nhưng phải nhanh chóng luyện hóa, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Đa tạ chủ mẫu đại nhân, Yến Xích Hà cảm tạ, cố gắng ngồi bằng luyện hóa. Dương Bách Xuyên nhìn Tuyết Hương hỏi, Tuyết Hương, ngươi có nhìn ra được vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Tuyết Hương lắc đầu nói, không nhìn ra, nhưng ta nhận ra âm lôi. Hẳn là có liên quan đến môi trường mà yêu thụ quỷ mẫu phát triển, đây là nơi cực âm, hấp thụ âm sát, chuyển hóa thành âm lôi, hơn nữa còn có độc. Muốn có được hoa quỷ mẫu, đầu tiên phải nghĩ cách hóa giải đòn tấn công của âm lôi, hoặc cũng chính là đòn tấn công của những dây leo kỳ lạ đó. Quả thật là vậy, nhưng ta thấy, nơi này e là không chỉ có dây leo kia, yêu thụ quỷ mẫu là sinh linh đã tu luyện thành công, đến giờ chúng ta còn chưa thấy thân cây có động tĩnh gì. Theo lý thuyết mà nói thì không phải vậy. Nhìn vào thân cây chính, bên trong có mạch máu, đây là đặc điểm chỉ có sinh linh cấp cao mới có, bây giờ xem ra, yêu thụ quỷ mẫu này không chỉ đã tu luyện ngàn năm, e là vạn năm cũng có, tên khốn kiếp Đông Nhan đang tính kế chúng ta. Dương Bách Xuyên trầm giọng mắng Đông Nhan, hắn cũng đã nghĩ đến điều gì đó. Chỉ sợ tên Đông Nhan kia cố ý để bọn họ vào đây trước, muốn chờ bọn họ thu thập quỷ mẫu hoa lệ xong, đến lúc đó hắn ta sẽ trực tiếp cướp lấy. Dương Bách Xuyên nghĩ vậy, nhất thời có chủ ý. Nói với Tuyết Hương, bây giờ chúng ta đừng làm gì cả, cứ ngồi ở đây, Đông Nhan kia muốn chúng ta liều mạng thu thập quỷ mẫu hoa lệ, đợi chúng ta sức cùng lực kiệt, hoặc là bị thương, hoặc là đã lấy được quỷ mẫu hoa lệ, hắn ta nhất định sẽ nhảy ra cướp công, vậy chúng ta đừng để hắn ta được như ý, chúng ta cứ ở đây đợi, xem ai kiên trì hơn. Dù sao Tuyết Hương cũng đơn thuần, nghĩ đến cảnh Đông Nhan và hai thuộc hạ bị kẹt dưới cành cây, không nhịn được nói, không phải bọn họ đã bị kẹt lại rồi sao? Sao có thể đến đây? Mục tiêu của chúng ta là quỷ mẫu hoa lệ thì cứ thu thập thử xem. Dương Bách Xuyên cười nói, người đúng là non nớt, không biết thế nào gọi là ngụy trang, tên Đông Nhan kia quả thực đã mắc kẹt, nhưng rất có thể đó chỉ là cố ý ngụy trang mà thôi. Nếu hắn ta biết về sự tồn tại của yêu thụ quỷ mẫu, hơn nữa lúc trước khi chúng ta thương lượng cũng đã nói, bọn họ đã từng hái hoa xuống, chẳng qua không dùng đúng cách nên chúng bốc hơi ngay lập tức. Cho nên mới cần hợp tác với chúng ta, bây giờ nghĩ lại. Hắn ta đương nhiên phải hiểu rõ nơi này, mấy dây leo bên ngoài đương nhiên không vây được họ, sở dĩ bọn họ làm vậy, là muốn để chúng ta vào trước, đợi sau khi chúng ta lấy được, bọn họ sẽ nhảy ra cướp lấy, cho nên chúng ta đừng để bị lừa, đợi đi. Tuyết Hương nghe Dương Bách Xuyên giải thích xong, ồ một tiếng, tâm tư của các ngươi thật phức tạp. Dương Bách Xuyên cười nói, cho nên các ngươi phải nhớ kỹ, sau này không được tin tưởng người khác. Vậy ngươi thì sao? Tuyết Hương nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nói thẳng. Khụ khụ, Dương Bách Xuyên ho khan một trận. Sao có thể tính ta được? Chúng ta là bằng hữu, ngươi phải nhớ, ta chính là người tốt với ngươi nhất trên đời này, ta giúp ngươi truyền năng lượng cho trứng côn bằng, cũng là ta đưa ngươi ra khỏi đáy hồ kia, ngươi không tin bất kỳ ai trên đời này, nhưng không thể không tin ta, biết chưa? Dương Bách Xuyên bắt đầu tẩy não Tuyết Hương đơn thuần ngây thơ. Ồ, trong lòng ta cũng hiểu phải tin ngươi, nhưng cảm giác này không thoải mái lắm. Tuyết Hương nghiêng đầu nói. Điều này khiến Dương Bách Xuyên đỏ mặt, hắn biết trong lòng Tuyết Hương tin tưởng hắn, đó là bởi vì hắn đã dùng nước sinh mệnh, tất cả sinh tử của nàng ấy đều nằm trong tay hắn,
nói cách khác hắn là chủ nhân của Tuyết Hương, cho. Nên sâu trong linh hồn nàng ấy, không thể phản bội hắn, đương nhiên phải tin tưởng hắn. Dương Bách Xuyên không muốn dùng nước sinh mệnh để khống chế Tuyết Hương, cho nên rất ít khi nhắc đến nước sinh mệnh lần nữa trước mặt Tuyết Hương, cũng chưa từng nhắc đến ý nghĩa của nước sinh mệnh. Chỉ hy vọng nha đầu khờ dại đơn thuần này đi theo hắn sẽ có kết quả tốt. Nhưng dù nói thế nào, hai người họ không thể tách ra, bởi vì chứng côn bằng hoàn toàn nằm trong tay Dương Bách Xuyên. Mà Tuyết Hương trời sinh chính là người bảo vệ của côn bằng. Đương nhiên Dương Bách Xuyên hoàn toàn không quan tâm vấn đề này. Tiếp theo, hai người hộ pháp bên cạnh Yến Xích Hà, ở một nơi cách rất xa yêu thụ quỷ mẫu. Dương Bách Xuyên luôn cảm giác yêu thụ quỷ mẫu này khá nguy hiểm, cảm ứng tâm trí của hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm này, dù sao cũng không thể ở quá gần. Về phần đằng sau bọn họ là cái gì, sau khi tiến vào nơi này, bọn họ phát hiện không có lối thoát, ở đây có một kết giới, hoàn toàn là kết giới rộng hàng cây số được sinh ra từ thân cây chính của yêu thụ quỷ mẫu. Nhưng hắn cũng không vội, dù sao hắn cũng không muốn ra ngoài sớm như vậy, dù thế nào cũng phải lấy được quỷ mẫu hoa lệ. Chỉ là quỷ mẫu hoa lệ ở ngay trước mặt, hẳn cũng không muốn để Đông Nhan cướp đi. Hơn nữa, sợi dây leo lạ đó có thể xuất hiện từ trong không trung, mang theo. Độc âm lôi hung ác, cho dù có bị đánh vào người, tuy rằng không chết, nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Hắn không muốn bị lợi dụng. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi Đông Nhan cùng hai thuộc hạ của hắn ta tiến vào. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng phút một. Một góc tối bên ngoài. Đông Nhan và hai thuộc hạ của hắn ta đang ở bên ngoài kết giới của yêu thụ quỷ mẫu. Chủ thượng, vì sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Một thuộc hạ lên tiếng. Đông Nhan cũng cau mày nói, không đúng, có tiếng âm lôi, đã lâu không có động tĩnh gì, tiểu tử này không phải sợ quá nên không xông lên nữa đó chứ. Cũng có thể, đây là kết giới của yêu thụ quỷ mẫu, mà thứ bảo vệ quỷ mẫu hoa lệ chính là dây leo quỷ mẫu mang theo độc âm lôi đáng sợ, mà đó không phải là thứ mà người bình thường có thể chống cự. Cho nên Dương Bách Xuyên sợ cũng đúng. Một thuộc hạ khác nói. Chủ thượng, có cần thuộc hạ vào trong xem thử không? Chờ một chút, kết giới yêu thụ này vào dễ ra khó, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta cứu không nổi ngươi, chúng ta chờ thêm đi, nếu như bên trong không có động tĩnh, ba người chúng ta cùng đi vào, sau khi tiến vào, trực tiếp ra tay trấn áp Dương Bách Xuyên, nếu tiểu tử kia không xông lên, vậy thì sau khi trấn áp hắn, lục soát thần hồn, sẽ tìm thấy cách thu thập quỷ mẫu hoa lệ. Nếu không phải vì mở tim yêu thụ quỷ mẫu lấy được quỷ mẫu hoa lệ, bổn tọa cần gì phải phiền toái như vậy, lát nữa vào đó, ta đối phó với yêu tiên bên cạnh Dương Bách Xuyên, các ngươi nhanh chóng bắt Dương Bách Xuyên lại, cứ vậy mà làm. Đông Nhan ra lệnh cho hai thuộc hạ. Hai thuộc hạ của hắn ta đều là đại la thượng phẩm, trong mắt Đông Nhan bọn họ thừa sức đối phó với Dương Bách Xuyên, tuy rằng Dương Bách Xuyên có bản lĩnh, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là kim tiên, cho dù là kim tiên đại viên mãn, thì có thể làm gì được. Cho dù là kim tiên thì sao chứ, còn có thể nghịch thiên đến mức đối phó được hai tiên nhân đại la thượng phẩm sao? Điều Đông Nhan nghĩ không sai, nhưng hắn ta hoàn toàn không hiểu Dương Bách Xuyên. Một hơi thở ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Mặc dù kết giới của yêu thụ quỷ mẫu không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra bên trong, nhưng Đông Nhan và những người khác biết rằng bất cứ ai chạm vào yêu thụ quỷ mẫu sẽ bị yêu thụ quỷ mẫu tấn công, đây chính là sức mạnh bảo vệ quỷ mẫu hoa lệ. Hơn nữa còn có độc âm lôi đáng sợ. Chỉ cần có tiếng âm lôi vang lên, bên ngoài có thể nghe thấy. Nhưng đã lâu như vậy, vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này, Đông Nhan không thể chờ đợi được nữa, trầm giọng nói, chúng ta nhanh chóng tiến vào chiến đấu thôi. Vâng. Sau đó ba người bước vào vầng sáng màu cam và biến mất. Trong khi đó, Dương Bách Xuyên, Tuyết Hương và Yến Xích Hà đang ngồi thiền. Hắn quyết tâm không chạm vào quỷ mẫu hoa và dành thời gian chờ Đông Nhan. Chờ Đông Nhan tới. Chất độc âm lôi của Yến Xích Hà đã được giải quyết từ lâu, ba người ngồi cùng nhau thiền định và chờ đợi. Trong một khoảnh khắc, Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương đồng thời mở mắt. Ánh sáng bạc của đồ long kiếm trong tay Dương Bách Xuyên lóe lên, hắn chém về phía trước. Đông Nhan, ta đợi ngươi lâu quá đó, chạm Tuyết Hương cũng tung ra một chưởng về phía hắn ta. Chỉ có Yến Xích Hà tu vi là thấp hơn. Cho đến khi hai người ra tay cũng chưa kịp phản ứng. Bùm bùm bùm. Sự biến dạng không gian dữ dội và những âm thanh trầm đục vang vọng khắp. Không gian nhỏ bé này. Đông Nhan và hai thuộc hạ của hắn ta vừa bước vào kết giới liền bị Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương tấn công. Lúc này bọn họ rất sợ hãi, vốn định sau khi tiến vào sẽ tấn công đám người Dương Bách Xuyên, nhưng không ngờ bọn họ cũng có ý đồ tương tự. Thay vì đợi họ ra tay trước,
hắn tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ. Quả thực không kịp phòng. Sau một đòn, ba người Đông Nhan tổn thất nặng nề. Đông Nhan bị một chưởng của Tuyết Hương đánh bay. Dương Bách Xuyên dùng toàn lực chém ra, một kiếm chém đứt cánh tay thuộc hạ của Đông Nhan ở phía trước. Chỉ một khoảnh khắc đã khiến Đông Nhan và hai người kia vô cùng chật vật. Nhưng lúc này, đòn tấn công của Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương vẫn chưa dừng lại, tiếp tục ập đến. Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn vượt qua dự đoán của Đông Nhan. Dương Bách Xuyên không nói gì, chém ra một kiếm, chặt đứt một tay của một tên thủ hạ. Một chưởng nhìn như không có uy lực gì của Tuyết Hương va chạm với một chưởng của Đông Nhan, làm hẳn ta chấn động. Cùng tu vi cảnh giới nhưng lực yêu nguyên của Tuyết Hương lại mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Đông Nhan bay ngược ra ngoài 7-8 mét. Hừ, tìm chết, Đông Nhan lạnh lùng nói, sau đó một bình đan dược xuất hiện trong tay, bóp nát một viên đan dược màu đen. Đan dược trong lòng bàn tay Đông Nhan toát ra khói đen, bao vây cả người hắn ta. Dùng đan nguyên mèo Đông Nhân gầm lên nói với hai tên thủ hạ. Dương Bách Xuyên cảm thấy không thích hợp, hắn lo lắng cho Tuyết Hương. Đối mặt với lão bất tử Đông Nhan, hắn sợ Tuyết Hương thiên chân đơn thuần sẽ bị thiệt. Chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, xử lý hai thủ hạ của Đông Nhan tiên nhân, sau đó đi giúp Tuyết Hương. Nhưng lúc hắn xuất kích lần hai, hai gã thủ hạ của Đông Nhan cũng lấy ra đan dược màu đen, bóp nát như Đông Nhan. Lúc này trên người ba người này tràn ngập dòng khí màu đen. Dương Bách Xuyên không cảm nhận được hơi thở cường đại trên người ba người bọn họ, nhưng vì không biết khói đen quấn quanh bọn họ là cái gì nên không dám đứng gần, chỉ tung ra một kích với hai người trước mắt. Nhưng lại bị bọn họ né tránh. Tuyết Hương ra tay tấn công Đông Nhan. Nhưng lúc này Đông Nhan nhảy về phía trước, mục tiêu là đóa hoa quỷ mẫu trên đỉnh đầu. Sau đó hắn ta hái hoa quỷ mẫu xuống, nhưng điều làm Dương Bách Xuyên cảm thấy quỷ dị là lúc này dây mây lại không hề tấn công Đông Nhan. Trong lúc Dương Bách Xuyên khó hiểu, hai tên thủ hạ của Đông Nhan cũng nhảy lên hái xuống hoa quỷ mẫu. Rốt cuộc là sao? Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng khó hiểu, ngay cả Tuyết Hương cũng vậy. Bởi vì lúc trước bọn họ rõ ràng nhìn thấy Yến Xích Hà đi hái quỷ mẫu hoa lệ bị dây mây quất đánh thảm thiết. Yến Xích Hà nằm một bên cũng trợn mắt há mồm, hắn ta là người có ấn tượng sâu nhất. Lúc đến gần hoa quỷ mẫu sẽ bị dây mây đột ngột xuất hiện tấn công. Nhưng hiện tại thì sao? Đông Nhan và hai tên thủ hạ của hắn ta lại không hề bị dây mây tấn công, cả ba người đều lấy được hoa quỷ mẫu. Chắc chắn có chỗ không đúng. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm Đông Nhan, hắn nhìn thấy Đông Nhan nở nụ cười âm hiểm. Đột nhiên Dương Bách Xuyên nghĩ đến gì đó. Lúc nãy Đông Nhan và hai thủ hạ của hắn ta lấy ra đan dược màu đen gì đó, sau đó không lựa chọn nuốt đan dược mà lại chọn bóp vỡ đan dược. Tiếp theo trên người ba người bọn họ xuất hiện một dòng khí đen. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nếu nói dây mây không tấn công ba người Đông Nhan vì đan dược màu đen, nhưng chuyện hái hoa quỷ mẫu xuống lại có chút không bình thường. Dương Bách Xuyên biết chắc chắn ba tên này còn có mưu đồ, nhưng lúc này Dương Bách Xuyên không nghĩ ra được, bọn họ muốn làm gì. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên càng thêm cảnh giác, lớn tiếng nhắc nhở Tuyết Hương, cẩn thận. Vừa dứt lời thì Dương Bách Xuyên nhìn thấy Đông Nhan ném hoa quỷ mẫu trong tay cho Tuyết Hương. Tuyết Hương giơ tay đỡ lấy theo bản năng. Bởi vì từ lúc bắt đầu, nàng biết Dương Bách Xuyên muốn quỷ mẫu hoa lệ, mà muốn lấy được quỷ mẫu hoa lệ cần phải có được hoa quỷ mẫu. Cho nên Tuyết Hương vui vẻ đón nhận hoa quỷ mẫu do Đông Nhan vứt sang. Tuyết Hương, đừng động vào. Dương Bách Xuyên hét lên, mặc dù hắn không biết tại sao Đông Nhan lại ném hoa quỷ mẫu cho Tuyết Hương, nhưng hắn biết chắc chắn có âm mưu. Nhưng Tuyết Hương thiên chân đơn thuần không nghĩ nhiều, giơ tay cầm hoa quỷ mẫu do Đông Nhan ném qua. Lúc này hai tên thủ hạ đối diện Dương Bách Xuyên cũng ném ra hoa quỷ mẫu trong tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 159.